Chương 901, tinh vẫn đại lục tại thượng giới tuyệt đối có người, gian tà đối nguyên thần chi thể lý giải càng cường hãn linh niệm mở rộng tốc độ cũng lại mỗi ngày đề bạc, cho nên tìm tòi lăng vân đại lục theo một ít chuyện thì giao cho hắn, tông chủ, tìm tới, vị trí nào, phía đông nam, đi, kết quả là, quân tông chủ dẫn người giết đi qua, con hàng này tiếp tục kéo dài đối phó xích hải đại lục sách lược, tại cứ điểm ngoại vi tiến hành đánh lén. Nếu như Quang Minh chính đại đi cùng một cái vị diện chống lại, vạn cổ tông khẳng định không có thực lực này, chỉ là đánh du kích, chơi đánh lén, vẫn là không có vấn đề. Phốt, phốt, giả dạ tinh thần cầm kiếm xông lại, nhân đột phá vũ hoàng hậu, thực lực được đến tăng thêm một bước, cho dù là có thể so với ba bốn phẩm vũ hoàng lăng vân đại lục võ giả, đồng đều tại hắn lợi dưới thân kiếm đầu một nơi thân một nẻo. Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người chỉ có thể tạm thời dựa vào tăng vọt chi phù, cho nên cùng địch nhân giao thủ không cách nào làm đến miễu sát, thực đối bọn hắn tới nói, giết người cũng không phải là chủ yếu mục đích, có thể cùng cảnh giới cao cường giả chém giết, theo trong thực chiến thu hoạch mới là mấu chốt nhất. Oanh, oanh, trên chiến trường ánh sáng bắn ra bốn phía, điên cuồng thiêu đốt cạc màn hình, hưu, hưu, lăng vân đại lục phương diện đến giúp thật nhanh, chỉ thấy mấy trăm tên chữ hoàng võ giả và mấy chục tên chữ huyền võ giả kéo lấy lưu quan nổ bắn ra mà đến, rút lui, quân thường tiếu cũng không có không có ham chiến, lúc này mang mọi người rời đi. Lý Thanh Dương các đệ tử có cương thiết chi dực gia trì, một khi bay lên tốc độ nhanh đến để lăng vân đại lục võ giả theo không kịp, người ta không cùng ngươi cứng rắn, chạy lại tặc gà nhi nhanh, đây tuyệt đối là kiện có thế tức học máu sự việc, đáng giận, quá bỉ ổi, có gan đừng chạy, cùng lão tử đại chiến 300 hiệp, lăng vân đại lục võ giả đuổi không kịp, chỉ có thể lơ lửng giữa trời chửi ầm lên, để phát tiết trong lòng phẫn nộ tâm tình, liên tục đánh lén hai cái vị diện, trọng thương gần 200 người tinh vẫn đại lục cứ điểm diện tích cũng tăng lên tới trên dưới 100 tên mét vuông. Đương nhiên, khoảng cách đạt tới thôn trang nhỏ quy mô còn xa, không vội không vội, phát triển kiến thiết địa bàn sự việc, cần phải từ từ đến, quân cẩu thẳng có thời gian này, mà lại con hàng này tuyệt sẽ không bắt lấy xích hải đại lục, lăng vân đại lục hai cái dê ra sức hao lông cừu, bởi vì hao nhiều hội làm cho đối phương có chỗ cảnh giác, cho nên đem ánh mắt đặt tại các vị diện phía trên, lần đầu tới chiến trường, tham dự truy sát chính mình vị diện cũng không ít tỷ như thánh huyền đại lục ngự kiếm đại lục bình quân đầu người gánh vác một chút đầu người diện tích chẳng phải tích tụ ra đến a loại chuyện này nhất định phải nhanh làm để tránh đến thời điểm đối vừa nhận được tin tức sớm tiến vào tình trạng báo động để cho mình không có cơ hội hạ thủ càng còn phải cẩn thận những thứ này vị diện trả thù mang đến người tuy nhiên không nhiều trà trộn trong chiến trường chưa chắc sẽ bị phát hiện nhưng còn đến cẩn thận mới là tốt trọng yếu nhất một chút, để bọn hắn tại giết người phía trên khắc chế, ngàn vạn không thể ở bên ngoài thời điểm đột nhiên giết đỏ mắt, quân thường tiếu tôn chỉ là, tại chiến trường sống có thể, nhưng nhất định muốn chú ý an toàn, không thể thân nhân hai hàng nước mắt, đi, trở về tông môn, nhân tăng vọt chi phù duyên cớ, quân thường tiếu đang đánh lén lăng vân đại lục về sau, mang theo đệ tử trở về vạn cổ tông, có thể nói đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, bọn họ rời đi sau đó, Xích Hải Đại Lục cùng Lăng Vân Đại Lục phương diện chính tại cử hành hội nghị khẩn cấp, thảo luận trọng điểm là như thế nào nhằm vào tinh vẫn Đại Lục đánh lén, cùng như thế nào mở ra trả thù. Cung chủ, một tên trưởng lão phẫn nộ nói, theo tông môn điều động càng nhiều cường giả, sau đó tản mát tại cứ điểm bên ngoài, chỉ cần bọn họ dám đến thì trước tiên diệt đi, không được. Hồng Nghiêu Phủ Quyết nói, tinh vẫn Đại Lục có thể làm được cửu tinh lão, thực lực mạnh phi thường, nếu như phái càng nhiều người tiến đến, sẽ chỉ có lợi cho bọn họ từ một nơi bí mật gần đó đánh lén. Tình huống bây giờ là xích hải đại lục tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng thân thể ở ngoài sáng, mà quân thường tiếu còn thân thể từ một nơi bí mật gần đó. Cung chủ, một tên trưởng lão đề nghị, vừa nhận được tin tức, Lăng Vân đại lục phương diện cũng bị tin vẫn đại lục đánh lén, thương vong gần trăm người, chúng ta có thể cùng vị diện này liên thủ, như thế cái không tệ chủ ý. Hồng Nghiêu nói, trưởng lão khác bày tỏ đồng ý, sau đó, xích hải đại lục phương diện cùng ngày thì phái ra võ giả tiến đến lăng vân đại lục cứ điểm bởi vì hai cái vị diện đều là người bị hại lại có địch nhân chung cho nên liên thủ sự tình ăn nhịp với nhau bên trong chiến trường vị diện ở giữa kết minh sự việc cũng là rất phổ biến có thể vì một cái thứ chính dàn quân vị diện để hai cái cao cấp dàn quân vị diện liên thủ cái này chỉ sợ là đầu một hỏng bét a cho nên làm tin tức tại vị diện truyền đến nhất thời thì gây nên rộng khắp nghị luận có người cho rằng một cái thình lình đột nhiên nhảy ra vị diện làm cho hai cái già dơ vị diện liên thủ cái này thực sự có chút ngưu bức a à. cũng có người cho rằng xích hải đại lục cùng lăng vân đại lục quá đem một cái thứ chính dàn quân vị diện coi là chuyện to tác, đổi lại bên mình hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết hết mặt thương sinh khi biết quân thường tiếu dẫn người đánh lén hai cái vị diện vạn phần sụp đổ nói vị diện chiến trường là nhà hắn hậu hoa viên sao nói đi là đi nói đến là đến thành chủ thuộc hạ nói, chúng ta muốn hay không hiệp trợ xích hải đại lục cùng lăng vân đại lục. Mạc thương sinh lắc đầu nói, có thế tùy tiện ra vào vị diện chiến trường, tiểu tử này chắc cùng thượng giới có quan hệ gì, chúng ta trước yên lặng nhìn thay đổi, một tên chữ địa cường giả bị giết, để hắn vô cùng tức giận, nhưng tin vẫn đại lục võ giả có thế xuất hiện chiến trường, lại tới lui tự nhiên, đây tuyệt đối cùng thượng giới có đặc thù quan hệ mới có thể làm đến, cho nên không thể không nghiêm túc đi cân nhắc, đương nhiên, Mạc Thành Chủ sớm đã bắt đầu sử dụng chính mình quan hệ, nghĩ biện pháp cùng thượng giới bắt được liên lạc, hy vọng được đến có quan hệ tinh vẫn đại lục cùng vạn cổ đệ nhất tông sự việc. Tinh vẫn đại lục tế đàn phương diện có thể sử dụng quan hệ, biết được bên trong chiến trường các đại vị diện tình báo, cửu thiên đại lục phương diện tự nhiên cũng có liên hệ lên giới thủ đoạn. Mờ ảo như khói trong đại điện, một tên bị nhấp nhô vân vụ lượng lờ nữ nhân tựa ở vương tọa phía trên, tay phải nắm bắt một trương cùng hạ giới câu thông ngọc giảng, kinh ngạc nói, Tinh vẫn Đại Lục tiến vào chiến trường, đứng ở phía dưới không người lão giả ngạc nhiên nói, này vị diện không là phải chờ 5 năm sau mới có thể đi vào a, kỳ quái, kỳ quái, nữ tử cũng là lòng tràn đầy không hiểu, nói, Vạn Cổ Đệ Nhất Tông. Là sao chưa từng nghe nói, lão giả nói, chủ thượng, ngài để cho ta điều tra cái kia cái tông môn có tin tức, tên là Vạn Cổ Tông, đời trước vì thiết cốt phái, mấy năm gần đây tại Tinh vẫn Đại Lục cuộc khởi. Vạn cổ đệ nhất tông cùng vạn cổ tông là cùng một cái tông môn, có thế lên như thế đạo trời không tha tên, chắc hẳn hẳn là một cái tông môn. Nữ tử rơi vào ngắn ngủi trầm mặt, nói, như thế nói đến, hắn cũng sẽ đi vị diện chiến trường A, nơi này có mấy trăm cái vị diện, cường giả như các ở bên sông, lấy hắn cao ngạo tính cách, có thể hay không thụ đã kích đâu, xoát, đem ngọc giảng ném cho lão giả, thản nhiên nói, nói cho giới người, tin vẫn đại lục tiến vào vị diện chiến trường. Hết thảy đều tại quy tắc bên trong, muốn hay không đem việc này thông báo giới đường, không dùng, vâng. Đọc sách, lão giả lui ra, sau đó lấy thần thông đem chủ nhân bàn giao lời nói dung nhập ngọc giảng mang đến hạ giới, tâm lý còn thầm nói, chủ thượng gần nhất đối tin vẫn đại lục phá lệ chú ý, chẳng lẽ là bởi vì theo vị diện này phi thăng lên đến duyên cớ a. Thành chủ, Cửu Thiên Đại Lục cứ điểm, một tên thuộc hạ vội vã đi tới, nói, thượng giới truyền đến tin tức tinh vẫn đại lục tiến vào vị diện chiến trường, hết thảy đều tại quy tắc bên trong, mạc thương sinh nhất thời mắt trợn tròn, cái kia vị diện cứ điểm cũng còn không có phát triển, liền có thể tùy ý ra vào, làm sao tại quy tắc bên trong, không đúng. Không đúng, mạc thương sinh ngồi xuống, một cái tay trên bàn đánh, mãi đến suy nghĩ khá lâu, đột nhiên tỉnh ngộ đứng lên, cả kinh nói, tinh vẫn đại lục tại thượng giới tuyệt đối có người, chương 902, có khỏe không? Cứ điểm không có đạt tới thành trấn quy mô Liền có thể tự mình ra vào Thượng giới phát tới tin tức lại nói Tại quy tắc bên trong Cái này khiến mặt thương sinh không thể không cho rằng Tin vẫn đại lục phía trên có người Cho tùy tiện đi vào quyền lợi Có chút ngư bức Có chút không thể treo vào A Cửu thiên đại lục thực lực tuy nhiên mạnh Nhưng chung quy chỉ là trong vũ trụ một cái vị diện Tại thế lực bá chủ bàn thượng giới Ba ba trước mặt chỉ có thể khúng núng Một cái thứ chính dàn quân tin vẫn đại lục lại có thượng giới làm chỗ dựa, khẳng định không thể đắc tội a. À. Truyền lệnh xuống, Mạc Thương Sinh đi qua nghiêm túc cân nhắc, lúc này phân phó nói, thông báo thân thể tại chiến trường cửu thiên đại lục võ giả, ai cũng có thể trêu chọc, ngàn vạn không thể trêu chọc tinh vẫn đại lục, kẻ trái lệnh trọng phạt, Vân thuộc hạ vội vàng đi xuống, không bao lâu, đến từ thành chủ mệnh lệnh liền đã truyền đạt đến cửu thiên đại lục võ giả trong lỗ tai, bọn họ từng cái vạn phần khó hiểu nói, thành chủ làm sao, tinh vẫn đại lục giết một danh địa chữ cường giả, đây là thâm cừu đại hận, thế mà là không cho mọi người đi treo chọc, làm già dơ mà lại còn là thê đội thứ nhất vị diện, tại chiến trường trải qua lớn nhỏ ác chiến vũ thánh, lúc nào sợ qua, đương nhiên, thành chủ có lệnh, bọn họ khẳng định tuân theo, có quan hệ tinh vẫn đại lục tại thượng giới có người suy đoán, mặt thương sinh không có nói cho vị diện khác biết, giờ phút này đang ngồi ở trong đại điện, rất có một cổ cười trên nỗi đau của người khác ý tứ nói, vị diện này thực lực chung quy có hạn, đắc tội với người nhiều sớm muộn xảy ra chuyện, khó mà nói sẽ kinh động thượng giới hậu trường. Hắn không có ý định treo chọc tin vẫn đại lục, cũng không nói cho vị diện khác biết, chính là chuẩn bị lấy người đứng xem thân phận xem náo nhiệt. Chấm chấm chấm. Vạn cổ tông, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người sau khi trở về, không nói hai lời trở lại quay về chỗ ở, bắt đầu tổng kết cùng lĩnh hội lần này đột phá hoàn cấp, cùng cùng cường giả giao thủ kinh nghiệm đây là quý giá tài phú, cũng là bọn hắn có thế càng nhanh đột phá đại cảnh giới tư bản. Quân thường tiếu ngồi tại trên đại điện, bắt đầu suy nghĩ nói, giết cửu thiên đại lục một tên chữ địa cường giả, còn lừa bịp 2 triệu khỏa tinh thạch, thù này khẳng định kết xuống, chờ bọn hắn biết mình lại tới, chỉ sợ sẽ có hành động, cho nên vẫn là đề phòng điểm cho thỏa đáng. Nếu như chính là đối mặt một chút tầng thứ không phải quá địa vị cao mặt, hắn có tự tin có thể tới đấu một trận, coi như đánh không lại nhưng là chạy đây, nhưng thê đội thứ nhất vị diện tùy tiện phái ra chính tên chữ địa cường giả, nói không chừng thì sẽ xúc động chữ thiên cường giả. Cấp bậc này đối ứng tinh vẫn đại lục là cái gì tầng thứ, trước mắt hắn không biết, nhưng tuyệt đối tin tưởng, tử lân yêu vương khẳng định không giải quyết được. Chấm chấm chấm. Ngày thứ hai, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người đi tới, mặc dù còn không có đột phá cảnh giới, nhưng cũng là thu hoạch rất nhiều. Bọn họ một đêm đế loại kia đến từ kiếp trước võ học kinh nghiệm, cũng không có quân cẩu thẳng bậc hát đề bạc, cho nên cho dù có đường tắt có thể đi, cũng muốn từng bước một mà làm. Xuất phát, quân thường tiếu lần nửa triệu tập nhân mã tiến về vị diện chiến trường. Đúng như Mạc Thương Sinh nói đúng, hoàn toàn coi nơi này là thành chính mình hậu hoa viên. Hưu, hưu, mọi người truyền tống vào tới, Lý Thanh Dương nhìn lấy mở rộng đằng sau tích, điên cuồng kiến tạo tâm liền kìm nén không được. Quân thường tiếu vỗ vỗ bả vai hắn, nói, đợi ngươi đột phá vũ hoàng, có thể tùy ý tiến vào chiến trường, chính là bày ra kiến trúc thiên phú thời điểm, thấy một cái để tất cả vị diện đều vị trí xấu hổ cứ điểm tới, đệ tử sẽ cố gắng. Lý Thanh Dương ánh mắt kiên định nói, Tông Chủ, Giang Tà nói, cứ điểm bên ngoài bốn phía có rất nhiều che giấu trận pháp, bên trong che giấu không ít xích hải đại lục cùng lăng vân đại lục võ giả. Ồ, quân thường tiếu linh niệm phóng thích, tuy nhiên bắt được nơi xa ngoài trăm dặm có trận pháp khí tức tồn tại, nhưng cũng không có thấy có người, sau đó sợ hải thang nói, nguyên thần chi thể có thể xuyên thấu trận pháp, có thể, Giang Tà nói, nhưng điều kiện tiên quyết là tầng thứ không cao, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu khóe miệng hơi rút, bố trí tại cứ điểm bên ngoài trận pháp, mặc dù so ra kém kỳ môn 32 trận, nhưng tốt xấu chí ít cũng có đỉnh phong hoàn cấp tầng thứ. Cái này tại hắn nguyên thần chi thể trước mặt thế mà là phân loại làm tầng thứ không cao. Ngươi cái này cái thể chất có chút cường hãn, nhất định muốn thật tốt lĩnh hội. Quân thường tiếu nói, giang tà nói, một khắc đều chưa từng thư giãn qua, đồng dạng tại thập phương tuyệt mệnh tháp thu hoạch được thể chất lý thanh dương bọn người, hiện tại trọng tâm phần lớn thả về mặt tu luyện, rất ít chuyên chú lĩnh hội thể chất, hắn tại thu hoạch được nguyên thần chi thể sau còn thủy chung cảm ngộ cùng cường hóa, bởi vì còn muốn đi tìm kiếm tỷ tỷ, hết thảy bao nhiêu người. Quân thường tiếu nói, giang tà lấy nguyên thần chi thể rót vào trận pháp nội bộ, đem bên trong tất cả võ giả dò xét về sau, nói, Đông Tây Nam Bắc đều có một tòa che giấu trận pháp, mỗi một cái trận pháp bên trong có 200 tên võ giả, chữ hoàng 146, chữ huyền 50, chữ địa 4 tên, tin như vậy chính xác. Quân Thường Tiếu một mặt kinh ngạc nói, hôm qua đi hai cái vị diện cứ điểm sống một đợt, bị nhầm vào ngược lại cũng bình thường, có điều. Các ngươi nhà thế mà là giấu ở trong trận pháp, không sẽ chờ lấy bị ta tận diệt sao, tội kỹ quân thường tiếu nói tế ra giả chiến pháo đem lúc trong bóng tối con chuột nhỏ tận diệt đúng tiêu tội kỹ đi ra cứ điểm sau đó đem giả chiến pháo an trí thỏa đáng lấy cửu thiên đại lục tinh hạch đến tiến hành bổ sung năng lượng cửu tinh lão trong không gian giới chỉ tinh hạch cấp bậc tặc cao dùng đến ngưng tụ hỏa tiễn đạn pháo thì đầy đủ bưu hãn bây giờ lại cho italy pháo bổ sung năng lượng một pháo truyền đi ra khẳng định sản khoái a vì bảo đảm không bị phát hiện tiêu tội kỹ cái pháo phía trên đánh lúc Quân thường tiếu sớm bố trí ngăn cách trận pháp, ngươi giấu đi, ta giấu đi, mọi người cùng nhau bịt mắt trốn tìm, chấm chấm chấm. Ẩn tàng tại cứ điểm ngoài trăm dặm trong trận pháp, Xích Hải Đại Lục phương diện mấy tên chữ địa cường giả chính tại nói thầm lấy, Cố lão, tin vẫn Đại Lục võ giả xác định sẽ đi ra, không xác định cũng muốn các loại, đây là cung chủ mệnh lệnh, chúng ta giấu ở ẩn thân trong trận pháp, sẽ không bị bọn họ phát hiện a. À loại trận pháp này là theo đại lục mời đến đỉnh phong trận pháp sư bố trí mà thành, đừng nói hạ đẳng vị diện, thì liền thê đội thứ nhất cửu thiên đại lục cường giả cũng chưa chắc có thế phát hiện, nhưng là ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, luôn cảm thấy có một cổ điềm xấu cảm giác, ta nhìn ngươi là biết được, tin vẫn đại lục đánh bại cửu thiên đại lục cửu tinh lão, bị bọn họ bị dọa cho phát sợ đi, không không không, cũng không phải nguyên nhân này. Hai tên chữ địa cường giả giao lưu lúc, lập ở bên cạnh thủy chung nhắm mắt lão giả mở to mắt nói bên ngoài đưa tới tin tức tin vẫn đại lục võ giả đã theo cứ điểm đi ra rất tốt cái kia mắt mi trừng trừng cường giả lời thề son sắc nói chờ bọn hắn tiến vào vòng vây chúng ta theo bốn cái trận pháp bên trong cùng một chỗ lao ra mặt hắn tu vi thông thiên cũng là chấp cánh khó thoát thủy chung có lo lắng chữ địa cường giả mày nhíu lại càng ngày càng gấp bởi vì trong lòng dân lên phần kia điềm xấu cảm giác càng mãnh liệt đột nhiên mãnh liệt cảm giác nguy cơ giống như như nước lũ sông tới, không tốt, nhanh cách, oanh, nói còn chưa dứt lời, trận pháp hàng rào trong nháy mắt bị phần ngoài lực lượng mãnh liệt trùng kích, cũng sinh ra cự đại không gian chấn động, sau đó trực tiếp tại chỗ nở hoa, vù vù, to lớn mây hình nấm, tại màu đỏ đại địa trên không hiện ra, Lý Thanh Dương bọn người cởi ra thính giác, nhìn trước mắt hiện ra cảnh tượng, không không kinh ngạc nói, cái này một pháo uy lực so trước kia mạnh rất nhiều a à. hưu, 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 đúng vào lúc này, bốn đạo lưu quan theo khu vực nổ bay ra, sau đó lão đảo rơi trên mặt đất. Những thứ này chữ địa cường giả, tuy nhiên sạch vẫn lạc tại đạn pháo cùng trận pháp trong bạo tạc, nhưng y phục trên người vỡ vụn, có thể nói khá chật vật, xoát. Xoát, càng nhiều xích hải đại lục võ giả theo trong bạo tạc bay rơi xuống. Bên trong có chữ huyền võ giả cũng có chữ hoàng võ giả, tình huống vô cùng hỏng bét, có bị tạc máu me khắp người, có bị tạc đã hôn mê giả chiến pháo uy lực đã dần dần bị khai phát đến cực hạn, tuy nhiên sát thương phạm vi lớn, nhưng tạo thành thương tổn khó lấy trí mệnh, cho nên cũng không có tạo thành đại quy mô tử vong. Quân thường tiếu rất hài lòng, bởi vì cái này một pháo banh ra ngoài, kết hợp trận pháp nổ tung, cũng là trọng thương xích hải đại lục, chư vị. Quân thường tiếu theo không gian giới chỉ lấy ra loa to, hô, các ngươi còn được không? Có khỏe không? Được không? À, chương 903, mấy người người kém chút bị một người vây quanh, cứ điểm bên ngoài phía đông che giấu trận pháp bị tạc mất, bên trong 200 tên xích hải đại lục võ giả tổn thương thảm trọng, bốn tên chữ địa cường giả chính là bị tạc có chút chật vật, cũng không có gì đáng ngại, nhưng chữ huyền cùng chữ hoàng cấp bậc có thể liền xui xẻo, hiện tại cơ hồ tương đương đánh mất chiến đấu lực, rơi xuống đất kết quả như vậy, lớn nhất chủ yếu là bởi vì trận pháp nổ tung mang đến to lớn thương tổn, cho nên nói, Xích hải đại lục từ bên ngoài mời đến đỉnh phong trận pháp sư, bố trí trận pháp giấu tại bên trong, kỳ thực giấu ở một khỏa bom bên trong, điển hình đào hố, chính mình nhảy, đáng giận, bốn tên chữ địa cường giả vững vàng quyết tâm thần, nhìn lấy cứ điểm bên ngoài cầm lấy loa to quân thường tiếu, ánh mắt lấp lóe tức giận, cũng có lòng tràn đầy không hiểu, chúng ta làm sao bị phát hiện, trận pháp lại thế nào nổ tung, xoát, ngay tại lúc này, tử lân yêu vương cực tốc bay tới, bành, tử sắc khí tức bạo phát dưới, y phục quần thường ngày vỡ nát, cặp kia lạnh lẽo trong con ngươi phủ đầy lệ khí, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu sụp đổ, tên này động một chút lại bạo quần áo, đồng phục là gió lớn thổi tới, nhìn lấy, có cần phải tại khu mua sắm mua một bộ dẻo dai 10 phần, lại tương tự đỏ nội khố như thế y phục, rút lui rút lui rút lui, bốn tên chữ địa cường giả kinh hải vội vàng lui lại. Nếu như liên hợp trận pháp khác bên trong chữ địa cường giả chơi đánh lén, bọn họ ít nhiều có chút nắm chắc, có thể cứ như vậy quang minh chính đại đi cùng một cái khủng bố phi nhân loại chống lại, thật là không có cái gì dũng khí. Tử đường chủ lúc trước tại vị diện chiến trường lấy một địch năm, liền như là hắn bạo y phục lõa lồ thân thể một dạng, đã thật sâu khắc ở các vị diện võ giả tâm lý. Oanh, đột nhiên, một tiếng đêm không gian đều rung động rung tiếng vang truyền đến, bốn tên chạy trốn chữ địa cường giả cả kinh vội vàng quay lại, vừa vặn nhìn thấy đạn pháo lôi kéo lưu quang bay ra sau đó oanh ở phía xa một cái khác che giấu trong trận pháp, chợt mang theo sặc sở lóa mắt đại bạo tạc. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, trận pháp vì sao lại nổ tung, thì ra là bị loại này năng lượng cho oanh. Chết, tử lân yêu vương từ phía sau đuổi theo, vù vù, tử sắc khí chấn theo quanh thân mạnh mẽ phát ra, trong nháy mắt tràn ngập vài dặm chỗ, dường như hóa thành từng đầu gào thét hung cầm mảnh thú. Bốn người thần sắc hoảng sợ, sau đó không để ý tới đi suy nghĩ, vội vàng theo nơi xa có bao nhanh bay bao nhanh, tại chữ thiên cường giả rất ít xuất hiện vị diện, chữ địa cường giả không thể nghi ngờ là lão đại y hệt, bây giờ lại bị một người dọa đến hoảng không chọn loạn mà chạy, tràn diện thật là có chút buồn cười, đồ bỏ đi, tử lân yêu vương gặp bọn họ chạy rất nhanh, cũng không có lại đuổi theo, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên khác bị tạc đi ra chữ địa cường giả, khóe miệng dơ lên mỉm cười theo khác một cái trận pháp sói chật vật bay ra là lăng vân đại lục một phương cường giả, bọn họ nhìn thấy cùng khỏa thân biểu hiện trên mặt, trong lòng nhất thời hoảng đến so sánh, sau đó dọa đến quay đầu liền chạy, ông, ông, cùng lúc đó, tồn tại ở các phương hướng che giấu trận pháp tự động giải trừ, che giấu bên trong 400 tên cường giả thống nhất hướng phía sau cực tốc rút lui, bọn họ thì so sánh thông minh, biết được tình huống ngoại giới về sau, không đợi tiêu tội kỹ lắp đạn nã pháo, thì trước một bước chuồn mất xích hải đại lục liên thủ với lăng vân đại lục đi qua một phen thảo luận về sau định ra kế hoạch là đăng tin vẫn đại lục cứ điểm bố trí che giấu trận pháp phái đại lượng cao thủ che giấu bên trong sau đó thừa dịp không sẵn sàng đột nhiên khiêu chiến kế hoạch không tệ nhưng che giấu trận pháp bố trí quá kém cỏi người ta vừa tới chiến trường liền phát hiện bây giờ hai vị trí trận pháp bị phá vỡ tứ phương vây kính kế hoạch triệt để thất bại chỉ có thể thực hành b kế hoạch hỏa tốc rút lui đừng chạy Tử lân yêu vương hóa thành lưu quan tại ba phương hướng đuổi theo đuổi theo bận biểu quên cả trời đất, hắn cũng không có nhằm vào chữ địa cường giả, mà chính là đem tâm tư đặt ở chữ huyền cùng chữ hoàng võ giả trên thân, bành, 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 trưởng ấn, quyền ấn, dấu chân, đít in giữa không trung nhiều lần hiện ra, những cái kia không có có thể kịp thời chạy đi vị diện võ giả, ào ào giải tỏa các loại tư thế oanh rơi trên mặt đất, nhưng làm đối thủ cấp bậc không cao, tử lân yêu vương cũng không có hạ tử thủ, vẹn vẹn đem đánh rớt, liền tiếp tục đi công kích người khác, xoát, xoát, Lý Thanh Dương bọn người cấp tốc theo vào, cùng rơi xuống đất võ giả giao thủ cũng đem giải quyết hết, vù vù, hô hô hô, rực rỡ màu sắc khí chấn cùng năng lượng tại phiến chiến trường này nở rộ, tử lân yêu vương tựa như một đầu sói già khắp núi đuổi theo một đám nhỏ cừu non, nói ra các ngươi khả năng không tin. Hai cái vị diện đại lục tổng cộng vài trăm người, kém chút bị một cái cùng khỏa thân vây quanh. Mấy phút đồng hồ sau, cứ điểm bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh. Tông chủ, đi qua một phen kiểm kê, Giang Tà nói, giết hơn 100 cái, hắn toàn chạy. Quân Thường Tiếu nói, đem không gian giới chỉ toàn lấy tới. Tuy nhiên chưa hẳn có thế theo trong bọc liếm đến đồ tốt, nhưng mà muốn nắm lấy không buông tha không bỏ sót nguyên tắc làm việc, huống chi, cũng có thể đem giới chỉ cho các đệ tử dùng, đều như thế giàu có, còn nói không gian giới chỉ, quân cẩu thẳng thật sẽ qua thời gian, về sau người nào muốn gả cho hắn, thật. Không có khả năng, tại tông chủ điều giáo dưới, các đệ tử mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, đều sẽ hóa thân nhặt trang bị người phóng khoáng, xoát, tử lân yêu vương từ đằng xa bay tới, vừa rơi trên mặt đất chính là phẫn nộ nói, đám người kia chạy thật nhanh, khôi phục thực lực sau hắn, luôn muốn tìm một cơ hội cùng chữ địa cường giả thống thống khoái khoái chiến đấu, có thể đến đến chiến trường vẹn vẹn làm nóng người một trận, liền không có người bồi chính mình chơi, đại ca, thì ngươi loại này một người vây quanh n cái người đấu pháp, người nào chơi với ngươi đầu khẳng định bị lừa đá, đừng nóng vội đừng nóng vội. Quân Thường Tiếu nói, Cửu Thiên Đại Lục phương diện khẳng định còn sẽ tới tìm phiền toái, đến thời điểm nhất định có thể để ngươi đánh rất thoải mái, Tử Lân Yêu Vương ánh mắt nóng rực nói, hy vọng đừng để bản vương thất vọng, chấm chấm chấm. Hôm nay tới vị diện chiến trường chủ yếu mục đích muốn đi đánh lén thánh huyền đại lục đến mở rộng cứ điểm, ghi tội vừa ra cửa thì gặp phải đưa thóc gạo, cho nên quân thường tiếu cũng bỏ đi vốn có kế hoạch, quyết định trở về vạn cổ tông. Chủ yếu cũng là trải qua một trận chiến này, rất nhiều đệ tử đều có người đầu tại sổ sách, nếu như sóng lăng lời nói vừa không cẩn thận liền sẽ rơi vào chữ đỏ trạng thái, có điều, trước khi đi nhất định phải làm chút chuyện, quân thường tiếu đi ra cứ điểm, lại mấy chục dặm phạm vi bên trong vải lần lượt bố trí ra từng tòa lôi trận tới. Hắn không hy vọng lần sau đi vào sau đó, lại có khác vị diện bố trí cao cấp hơn trận pháp chờ lấy âm chính mình, cho nên tiên hạ thủ vi cường, ở bên ngoài trên chôn mình, đi, giải quyết về sau, quân thường tiếu mang theo mọi người trở về tông môn. Lý Thanh Dương trước khi đi, lại nhìn một chút khuếch trương lớn không ít diện tích cứ điểm, càng thêm bức thiết hy vọng sớm ngày đột phá hoàn cấp, vạn cổ tông người đi lưu lại thương tâm xích hải đại lục cùng lăng vân đại lục, riêng là bích hải cung cung chủ, biết được hai phe mấy cái trăm người, bị một cái cùng khỏa thân truy sát chật vật không chịu nổi, kém chút nhịn không được phun ra một nguồn máu tới, chấm chấm chấm. Về đến tông môn về sau, các đệ tử thường ngày quay ngược về phòng lĩnh hội, trải qua nhiều lần thực chiến cùng cảm ngộ hoàn cấp cảnh giới, đối bọn hắn trợ giúp phi thường to lớn, quân thường tiếu còn đang tự hỏi liên tục về sau, quyết định nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian để bên trong chiến trường vị diện hơi chút buông lỏng cảnh giác sau đó lại đi qua gây sự vù vù vài ngày sau tấn cấp chi thế tại trên tông môn khoảng không xuất hiện mới từ tụ linh trận đi tới quân thường tiếu theo phương hướng nhìn lại cười nói ta nhị đệ tử này cũng đột phá là lý thanh dương đột phá có thể làm được điểm này bắt nguồn từ đại lượng thực chiến cùng hy vọng càng nhanh đi hơn cứ điểm kiến tạo nhị đệ tử đột phá chỉ là bắt đầu sau đó trong một đoạn thời gian tiêu tội kỹ Lý Phi, điền thất bọn người ở tại đầy đủ cảm ngộ dưới, ào ào chạm đến đột phá cơ hội, thuận lợi theo đỉnh phong vũ vương bước vào nhất phẩm vũ hoàng, theo hoàng cấp võ giả từng bước tăng nhiều, quân thường tiếu đầu tiên cân nhắc sự việc cũng là đem tông môn theo tứ lưu tăng lên tới tam lưu, chương 904, đại công trình. Làm Lý Thanh Dương bọn người lần lượt bước vào hoàng cấp, vạn cổ tông tại đỉnh phong lực lượng phía trên không chỉ có phù hợp yêu cầu, mà lại cũng còn vượt xa khỏi, bất quá, tại nhân số phía trên thì cần muốn 50.000 chỉnh, điểm ấy còn tạm thời không có đạt tới, vấn đề không lớn. Trước mắt tông môn đệ tử nhân số đã phát triển đến gần 40.000 quy mô, nếu như mỗi tháng đem chiêu mộ tiêu chuẩn hơi chút hàng một chút, chiêu đầy 50.000 người cũng là dễ như trở bàn tay sự việc, thời gian còn sung túc, không nhất thời vội vã. Quân thường tiếu ám đạo, trước mắt hắn vẫn tại kiên trì đi tinh phẩm lộ tuyến, đệ tử phương diện thà thiếu không ẩu, hiện tại còn thiếu khuyết các loại tư nguyên, đến chế tạo càng nhiều vũ khí trang bị, từ đó để đệ tử thực lực chỉnh thể đề bạc lên. Vạn cổ tông võ đạo công trình đã dần dần kiện toàn, mà lại số lượng cũng tương đối nhiều, đệ tử cố nhiên có thể nhanh chóng đột phá, nhưng chân chính chiến đấu thời điểm, trang bị cũng khắp nơi càng trọng yếu. Lý Thanh Dương bọn họ có thế tại chiến trường cùng hoàng cấp cường giả giao thủ, cũng từ đó thu hoạch được quý giá kinh nghiệm thực chiến còn không phải dựa vào chân dương sáo cùng cương thiết chi dực, dược, dược tài, đan dược, khoáng thạch, linh hạch thậm chí linh thạch, hết thảy đều thiếu A. Quân thường tiếu hiện tại đã sâu sắc ý thức được, tông môn người mấy càng ngày càng nhiều, hao phí tư nguyên cũng vô cùng to lớn, không có các loại duy trì tính tư nguyên cung cấp, thực khó trong thời gian ngắn làm đến chỉnh thể thăng hoa. Mấy năm nay, vạn cổ tông phát triển tốc độ đã rất nhanh, thậm chí vượt xa những đại tông môn đó cuộc khởi tốc độ, nhưng bởi vì nhiệm vụ chính tuyến cùng bom tồn tại, để hắn phải truy cầu càng nhanh, mạnh hơn, càng ngưu bức, áp lực rất lớn, lớn đến đều không thời gian cân nhắc cả đời đại sự, có lúc quân tông chủ rất hâm mộ những một người đó ăn no cả nhà không đói bụng nhân vật chính, này như chính mình còn phải quản lý một cái tông môn, quản trên dưới ăn và ngủ ngủ. Ai, ngồi tại trên đại điện, ngửa nhìn bầu trời nói, đây chính là người càng đẹp trai, trách nhiệm lại càng lớn sao? chấm chấm chấm. Đột phá vũ hoàng hậu, Lý Thanh Dương rốt cục nhịn không được đi vào thư phòng, nói, tông chủ đệ tử hiện tại có thể tiến vào cứ điểm tiến hành kiến thiết sao? Có thể, quân thường tiếu nói, có điều, bổn tọa ngược lại cảm thấy, tông môn cũng là thời điểm xây dựng thêm xây dựng thêm. Theo lấy mỗi tháng chiêu mộ một hai ngàn người tốc độ, mấy tháng liền có thể đầy 50 ngàn, đến thời điểm tông môn đẳng cấp đề bạc, hạn mức cao nhất giá trị lại muốn đề cao, cho nên phải phòng ngừa chu đáo đem đất bàn cũng mở rộng, đệ tử sớm liền chuẩn bị tốt, liền chờ tông chủ hạ lệnh. Lý Thanh Dương nói, quân thường tiếu biết cái này nhị đệ tử nghiệp dư yêu rất thích làm kiến trúc thiết kế sau đó nhiều hứng thú nói có cái gì tốt quy hoạch sao có lý thanh dương đi lên phía trước hai bước vung tay lên lấy ra cỡ lớn bản vẽ từ phía trên miêu tả địa hình đến xem hẳn là toàn bộ thiết cốt sơn chỗ khu vực sơn mạch thanh dương quận khu vực có một cái danh khí cũng không lớn sơn mạch vừa tốt kéo dài đến thanh dương thành bên trong sau đó cùng thành trì khác cũng có sâu chuỗi Quân thường tiếu tự tiện mệnh danh thiết cốt sơn cùng mấy trăm ngàn hung thú cư trụ khu vực đơn giản là cả tòa sơn mạch một góc của băng sơn, năm đó ở vương trưởng môn khai tông lập phái trước, thậm chí bị thế nhân lấy núi hoang vì xưng, tông chủ, Lý Thanh Dương chỉ sơ đồ phát thảo một vị trí, nói, trước mắt tông môn chỗ khu vực đã không có gì khai phát không gian, chúng ta có thể hướng hắn đỉnh núi xây dựng thêm, tông môn người mấy càng ngày càng nhiều, đi khu vực khác mở rộng cũng có cần phải. Quân thường tiếu nói. Soát, Lý Thanh Dương lại từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra bản vẽ, phía trên vẫn là sơn mạch vẽ bản đồ, có điều rất nhiều khu vực đều có vô cùng cẩn thận quy hoạch, thậm chí còn có chữ nhỏ đánh dấu, rất chuyên nghiệp, rất nghiêm cẩn. Tông chủ, Lý Thanh Dương phân biệt chỉ tại bản vẽ mấy cái cái vị trí phía trên, giải thích nói, những địa phương này đệ tử đều từng khảo sát qua, vô cùng thích hợp dùng để kiến tạo, đệ tử sơ bộ cấu tạo là trong tông môn có mấy cái đường khẩu, thì xây mấy cái cái khu vực, ô Quân thường tiếu kinh ngạc nói, người ý là đem dược đường, chiến kỵ đường, linh thú đường chờ đường khẩu, đều theo ngoại viện đơn độc tách ra, một người có một cái đơn độc khu vực, không tệ, như thế cái rất ý nghĩ, thì trước mắt vạn cổ tông kiến trúc bố cục là, ngoại viện có cái chủ đại điện, hắn đường khẩu phân biệt xây dựng ở bốn phía, ngay từ đầu đẳng cấp thấp, thấp, nhân số ít cũng không có gì, nhưng bây giờ đã có mấy chục ngàn tên đệ tử, đều cái đường khẩu toàn ở ngoại viện thì hơi có vẻ chen chút đem bọn nó toàn phân ra đi có được chính mình đỉnh núi phân phối tương ứng công trình cùng thành viên dùng đến ở lại phòng nhỏ tuyệt đối là vô cùng nay thiết kế lý niệm quân thường tiếu vỗ vỗ lý thanh dương bả vai nói thanh dương a à, người tu luyện vũ nói tuyệt đối là kiến trúc ngành nghề một tổn thất lớn cứ quyết định như vậy theo lấy người thiết kế sơ đồ phát thảo tiến hành xây dựng thêm được đến tông chủ chống đỡ để lý thanh dương mừng rỡ không thôi có điều nhưng cũng nói tông chủ những thứ này đỉnh núi dù sao cũng phải có cái tên a, à. có lý, Quân Thường Tiếu hơi chút suy nghĩ, cầm bút lên tại sơ đồ phát thảo phía trên viết, ngoại viện chủ điện khu vực được mệnh danh là số 1 chủ khu, những thiết kế đó mỗi cái đỉnh núi phân biệt là 2 3 4 5 6 phần khu, Lý Thanh Dương khóe miệng co giật nói, tông chủ, cái này sẽ có hay không có điểm. Quá tùy ý a, à. tên chính là danh hiệu, tốt như vậy nhớ làm sao tới. Quân Thường Tiếu nói, Lý Thanh Dương quân thường tiếu nói xây dựng thêm sự việc thì giao cho ngươi cần tiền tài lời nói nói thẳng đây là đại công trình lý thanh dương nói đệ tử cần mượn dùng một chút tông chủ khế ước thú không có vấn đề đệ tử kia trước hết đi chuẩn bị đi thôi đi thôi đưa mắt nhìn lý thanh dương rời đi sau đó quân thường tiếu mò mò cầm nói chờ tông môn đạt tới thanh dương thiết kế ra như thế đến cũng coi như chân chính trên ý nghĩa bước vào đỉnh tiêm thế lực tầng thứ đáng tiếc hệ thống nói không đủ cao không có độ trâu bò đây là quân thường tiếu buồn bực nhất địa phương cũng là đem khu vực khác mệnh danh là một hai ba hào nguyên nhân chỗ rất nhiều đại tông môn tọa lạc tại cao sơn trong mây mù bên trong có rất nhiều cao thẳng vách núi sau đó ở phía trên kiến tạo cùng nổi lên một chút so sánh ưu nhã tên người ta vị trí địa lý ưu việt hoàn cảnh lại tốt tự nhiên có thể khoe khoang phong tao nhưng thiết cốt sơn không được a à. tuy nhiên mấy năm gần đây linh khí được đến cải thiện cực lớn cũng càng ngày càng có tiên khí, nhưng chỉnh thể cao độ không được, hoàn toàn không có độ trâu bò. Nếu như có thể để đỉnh núi chỉnh thể thêm cao, để Thanh Dương quy hoạch mấy cái cái khu vực trở thành thẳng vào mây trời sơn phong thì hoàn mỹ. Quân thường tiếu nỉ non nói, hệ thống nói, ký chủ có thể soát khu mua sắm, có lẽ thì có thể bán được cải thiện ngọn núi đạo cụ đây. Móa, quân thường tiếu sụp đổ nói, cho nên đây chính là ngươi thình lình nhảy ra đã kích ta nguyên nhân thực sự sao, không tệ hệ thống thản nhiên nói, người quen cũ, người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu mặc dù biết con hàng này là cố ý xui khiến chính mình tiêu phí, có điều cũng xác thực tâm động. Hắn mục tiêu là đem vạn cổ tông chế tạo thành tinh vẫn đại lục mạnh nhất tông môn, đem thiết cốt sơn chế tạo thành võ học thánh địa, tự nhiên phải có tuyệt đối độ trâu bò mới được. Cái này độ trâu bò khắp nơi từ cao độ đến quyết định, không thấy, Thái huyền thánh tông dạng này nhất lưu đại tông môn, chỉ từ chân núi hướng sơn môn bò bậc thang thì thật là dài, mà lại ẩn tàng tại đám mây bên trong, đừng nói từ xa nhìn lại, dù là đứng bên ngoài trong môn, đều cho người ta một loại thân ở tiên cảnh cảm giác, xoát đi, hệ thống nói, loại này đạo cụ đang tại trung giai khu mua sắm liền có thể xoát đi ra, hợp cách nhân viên chào hàng phải biết người sử dụng có thế tiếp nhận giá bao nhiêu vị, sau đó theo nhìn như lý tính góc độ tiến hành cấp độ sâu dụ hoặc nguyên bản còn có chút tiểu xoắn suýt quân thường tiếu, nghe đến nó nói vội vàng trở lại quay về chỗ ở, một phen thắp hương tắm rửa, sảng khoái đem trung cấp khu mua sắm lôi ra tới, như lai Phật tổ ngọc hoàng đại đế quan âm Bồ Tát Thái Thượng Lão Quân ở trên, cầu phù hộ cầu nhân khí, chương 905, nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, đông, quân thường tiếu dựa vào trên ghế ngồi, bày biện ra co quắp, biểu hiện trên mặt cũng triệt để ngưng kết. Đi qua một phen chiến đấu về sau, hắn rốt cục được như nguyện soát ra một loại tên là địa hình cải tạo dụng cụ thương phẩm, nhưng lại hao phí. 10.000 điểm cống hiến giá trị, soát, quân thường tiếu hai tay bụng mặt nói, cốt xấu cho ta điểm hạ cấp bí tịch, cách điều chế cái gì cũng được a à, hệ thống an ủi, chí ít soát ra muốn thương phẩm đến, không lỗ không lỗ, không lỗ đại gia ngươi. Quân thường tiếu gầm thét lên, càng làm cho hắn sụp đổ cùng vô pháp tiếp nhận là, địa hình cải tạo dụng cụ giá cả lại là 5.000 điểm cống hiến trị, một cái đối võ đạo không có bất kỳ trợ giúp nào đạo cụ, có cái gì mặt bán mắt như vậy, hệ thống biết ký chủ tâm tình không ổn định, cho nên lập tức tiến vào giả chết trạng thái, ai, dần dần tỉnh táo lại về sau, quân thường tiếu trung quy vẫn là nhịn đau hoa 5.000 điểm cống hiến trị mua xuống địa hình cải tạo dụng cụ, đó là cái tương tự võ trứng một dạng thương phẩm, căn cứ giới thiệu nói, đem để xuống đất, trên núi sẽ ở thời gian nhất định bên trong đề cao độ cao so với mặt biển, hy vọng không nên để ta thất vọng. Quân Thường Tiếu cầm lấy vật này, đi vào Lý Thanh Dương trên bản đồ tiêu ký một cái khu vực, sau đó ấn tại nút khởi động, phía trên màn hình nhỏ phía trên hiện ra văn tự, nội dung vì mời xác định độ cao so với mặt biển cao độ, đỉnh Everest cũng mới hơn 8000m thì định tại 10km đi, tiếp tiếp tiếp, Quân Thường Tiếu đưa vào 10km con số, xác định cao độ về sau cái kia vỏ trứng giống như thương phẩm đột nhiên cơ giới hóa mở ra rất nhiều cánh tay, sau đó cái trên mặt đất, trên màn hình hiện ra chính tại cải tạo chữ, dạng này liền có thể đề bạc cao độ. Quân thường tiếu có chút mộng, hắn tại nguyên chỗ dừng lại nửa canh giờ, phát hiện chung quanh không có thay đổi gì, sau đó trở về tông môn tiến vào thời không bí cảnh tu luyện, long tượng bàn nhược trưởng, vù vù, bí cảnh bên trong, long tượng chi lực gào thét mà ra, số lượng có tới 20 đạo, thấu phát viễn cổ khí tức cũng cực kỳ cường thế quân thường tiếu phất tay đem lực lượng triệt tiêu hài lòng nói mỗi lần đều là năm đạo năm đạo đề bạc thực cũng rất không tệ nhưng là thời gian duyên cớ hắn đứng dậy rời đi thời không bí cảnh có điều mới đi ra con mắt nhất thời trường lớn bởi vì trong tầm mắt bày biện ra ra một tòa giường như thẳng vào mây trời sơn phong ách nỗ lực ngửa đầu cả kinh nói tình huống như thế nào hệ thống nói địa hình cải tạo dụng cụ cải tạo đi ra sơn phong quân thường tiếu đương nhiên cũng biết chính là tại bí cảnh tu luyện ngoại giới mới đi qua ba ngày một tòa vạn mét sơn phong vụt lên từ mặt đất cái này cũng quá thần tốc đi tông chủ ngay tại lúc này lý thanh dương hùng hùng hổ hổ chạy tới nói ngươi tiến vào thời không bí cảnh vào lúc ban đêm trên núi phát sinh động đất sau đó chỉ hướng ngọn núi kia nói nó thì thình lình đi ra vào lúc ban đêm quân thường tiếu khóe miệng kịch liệt co quắp địa hình cải tạo dụng cụ tuy nhiên quý nhưng hiệu quả rất không tệ, vẻn vẹn một buổi tối liền để sườn núi nhỏ biến thành ngọn núi lớn, thanh dương, nơi này thế nào, đỉnh núi đầu, quân thường tiếu gác tay cười nói, không sai là không sai. Lý Thanh Dương gãi gãi đầu, nói, cũng là quá cao, mà lại rất dốc, không cách nào tạc ra bậc thang để đệ tử lên A, có thể đổi, đổi, ngày thứ hai, Lý Thanh Dương đứng ở phía sau, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bởi vì nguyên bản gần vạn mét sơn phong kém hơn một chút, mà lại so với hôm qua càng bao quát thậm chí còn có bậc thang hiện lên xoay quanh hình dáng đi lên kéo dài hiện tại thế nào quân thường tiếu nói tông chủ lý thanh dương khóe miệng co giật nói cái này đây rốt cuộc là làm sao làm được quân thường tiếu cũng không có giải thích vỗ vỗ bả vai hắn nói sơn phong có kiến tạo sự việc thì giao cho ngươi đừng để bổn tọa thất vọng vâng lý thanh dương ngưng trọng nói vào lúc ban đêm vạn cổ tông lần nữa truyền đến tương tự động đất một dạng rung động. Hôm sau, chúng đệ tử đứng tại cửa sơn môn, nhìn lấy vô hạn hướng kéo dài xuống bậc thang, tập thể ngay người tại chỗ. Địa hình cải tạo dụng cụ dưới, quân thường tiếu đem hiện hữu trong ngoài viện tiến hành đề cao, theo chân núi đi lên nhìn, có thể rõ ràng cảm giác ngọn núi chỉnh thể thêm cao chí ít 2000m. Nếu như lại tô điểm lên vân vụ lượng lờ, thì có càng có độ trâu bò, thiết cốt trấn cư dân cũng mộng. Nguyên bản liếc một chút liền có thể nhìn thấy sơn môn chỗ thiết cốt sơn. Làm sao trong vòng một đêm đề bạc nhiều như vậy? Sau đó, vạn cổ tông mỗi đêm đều sẽ truyền đến chấn động. Các đệ tử dần dần thích ứng xuống tới. Sư huynh, Lý Phi lên mặt không chút thay đổi nói. Mau nhìn, lại có một ngọn núi lên. Loại này bắp thịt đều không mang theo mảy may rung rung tâm tình chập chờn. Tại mỗi một tên đệ tử trên mặt hiện ra. Vài ngày sau, vài tòa cao chừng hơn 5 000 mét sơn phong tựa như bổng dưng mà lên lẫn nhau có khoảng cách nhất định nhưng lại chăm chú liền nhau từ xa nhìn lại tựa như mở bàn tay thanh dương quân thường tiếu chỉ mấy ngọn núi nói cứ dựa theo ngươi lúc trước bố cục kiến thiết mỗi một ngọn núi thiết lập một cái đường khẩu vâng lý thanh dương nói tên thật muốn dùng một hai ba bốn năm sáu sao đương nhiên không được quân thường tiếu bay lượng mà lên ngón tay hội tụ linh năng phân biệt tại mấy ngọn núi phía trên tranh sắc chữ bạc lên xoát quy về tại chỗ mỗi ngọn núi đều có một cái tên phân biệt là tế vũ phong chiến kỵ phong linh thú phong giới luật phong lý thanh dương khóe miệng co giật nói không phải liền là đem đường chữ cái kia thành ngọn núi sao đương nhiên còn có điều quan trọng nhất chủ phong cũng chính là gánh chịu vạn cổ tông đại điện đỉnh núi được mệnh danh là thiết quốc ngọn núi thanh dương quân thường tiếu nói đi bày ra ngươi tài hoa đi vâng lý thanh dương đã chuẩn bị sẵn sàng Lúc này mang một đám đồng môn cùng Giả Trư Bội Kỳ, bắt đầu ở khoảng cách gần nhất tế Vũ Phong tiến hành bận rộn, trong lúc nhất thời các loại kiến trúc tài liệu nhiều lần vận đưa lên, kém chút tiên khí, sơn phong cao độ có, nhưng làm sao cũng phải tại giữa sườn núi ngưng tụ vân vụ. Quân Thường Tiếu nói, tông môn hiện tại đã có chống lại đại tông môn thực lực, cho nên Bố trí tại linh khí khôi phục mảnh đất ngăn cách trận pháp có thể triệt tiêu. Hưu, phi thân đến từ nơi núi rừng sâu xa, phất tay đem bố trí ở đây ngăn cách trận pháp toàn dở bỏ mất. Ngay từ đầu quân thường tiếu lo lắng về bại lộ, đem linh khí khôi phục mảnh đất phong tồn, sau đó dùng trận pháp tiến hành phạm vi nhỏ dẫn đạo, bây giờ toàn triệt tiêu về sau, tinh thuần thiên địa thuộc tính rốt cuộc ép không được, điên cùng hướng bốn phía lan tràn, vẹn vẹn mấy ngày, chỉnh thể cao độ đề bạc thiết cốt sơn liền có tương tự vân vụ bàn linh khí hội tụ, nhìn qua giống như thế ngoại tiên cảnh, giữa sườn núi cũng nhiều một tảng đá lớn, phía trên có khắc vạn cổ đệ nhất tông năm cái cứng cáp chữ lớn, nội bộ đều sơn phong còn tại hừng hực khí thế kiến thiết, nhưng mặt tiền đã triệt để thăng hoa, đến mức chân núi thiết cốt trấn cư dân, mỗi lần nhìn thấy ẩn vào trong mây mù vạn cổ tông, liền không khỏi dâng lên lòng kính sợ, vưu cương đi vào thôn trấn, chuẩn bị tham gia tháng sau chiêu mộ khảo hạch thiếu niên, nhìn thấy đại khí bàn bạc thiết cốt sơn, âm thầm thề nhất định phải thông qua khảo hạch trở thành bên trong một viên. Sơn mạch biến đổi lớn kinh động tạ nghiễm côn, làm hắn chạy tới lúc, nhìn thấy từng tòa cao thẳng vách núi, cùng dường như ẩn thân linh khí bên trong vạn cổ tông, vô ý thức nắm ở trên mặt, cảm nhận được cảm giác đau về sau, sững người nói, cái này. Không phải đang nằm mơ, càng ngày càng nhiều thanh dương quận võ giả biết được tin tức, trong lúc nhất thời, mọi người tranh nhau đến đây, nhìn thấy vạn cổ tông biến hóa sau khi, đều cùng tạ thành chủ một dạng tại chỗ ngây người, loại này giống như tiên cảnh tông môn đỉnh núi lấy vạn cổ tông hiện tại uy vọng khẳng định xứng với, có thể ai có thể nói cho chúng ta biết, ngọn núi địa hình làm sao thình lình thì thay đổi, còn có tinh thuần thiên địa thuộc tính, rõ ràng thì là linh khí khôi phục mảnh đất A, thanh dương quận nổ, tây nam dương châu cũng nổ, một trường hồng, dịch thiên hành thậm chí tư đồ hạo hải bọn người nghe tin mà đến, nhìn thấy vạn cổ tông nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, đứng ở trước sơn môn hơn nửa ngày sửng sốt không có lấy lại tinh thần. Chương 906, theo phát triển bước vào phát đạt, một trường hồng cùng dịch thiên hành bọn người đã nghe tin mà đến, khẳng định cũng sẽ tiến vào vạn cổ tông tham quan, mãi đến cảm thụ nội bộ tinh thuần thiên địa thuộc tính, cùng vài tòa rộng rãi cao thẳng vách núi, lần nữa bị rung động thật sâu. Cái này cuộc khởi từ một tông môn, bây giờ ngọn núi thay đổi, linh khí dồi dào, đã có đại tông môn nội tình, quân tông chủ, tư đồ hạo vân khó hiểu nói, ngọn núi làm sao đột nhiên thì thay đổi một trường hồng cùng dịp thiên hành cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, để bọn hắn càng không hiểu là, trên núi tại sao có thể có mãnh liệt như vậy linh khí thuộc tính. Chẳng lẽ là linh khí khôi phục, khôi phục cũng phải có quá trình, cũng phải trời sinh dị tượng A, làm sao thình lình liền chạy ra khỏi đến, kỳ quái, quá kỳ quái, thực không dám giấu giếm, quân thường tiếu giải thích nói, thiếp cúc sơn chính là ta vạn cổ tông căng cơ, tại thượng cổ thời kỳ cũng thuộc về động thiên phúc địa sao nhân dần dần xuống dốc mà bị phong ấn ở lòng đất mấy năm gần đây quân mổ một mực nghiên cứu sách cổ biết được bên trong huyền bí lấy tiền bối lưu lại thần thông chi thuật rốt cục đem lần nữa kích phát ra đến mà khi linh khí khôi phục về sau ngọn núi hình dạng mặt đất cũng trở về đến đã từng hình thái mặc kệ đối phương tin hay không dù sao trước thổi ra đi lại nói lời giải thích này tuy nhiên rất gượng ép có điều một trường hồng bọn người thật là nghĩ mãi mà không rõ thiết cốt sơn làm sao lại đột nhiên biến đổi lớn cho nên chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận quân thường tiếu lo lắng bọn họ sẽ còn tiếp tục hỏi thăm để tránh lộ ra chân tướng gì chuyển đề tài nói ba vị lưu lại ăn cơm rau dưa một trường hồng đồng nói vậy liền quấy rầy ta đi nhường cũng không nhường một chút các ngươi nha là không phải cố ý đến ta tông môn ăn chực mấy người này người nào không biết liễu uyển thi là thực thần giải đấu lớn vô địch đã đến khẳng định mỹ mỹ ăn bữa cơm lại đi a à đi qua cải tạo sau vạn cổ tông xác thực đã bắt đầu hội tụ nội tình tuy nhiên còn rất yếu còn không cách nào cùng đỉnh phong tông môn đánh đồng có điều cũng coi như theo lúc đầu giai đoạn phát triển chính thức bước vào phát đạt giai đoạn đương nhiên dựa vào linh khí khôi phục hình thành mây biển lượng lờ trong núi không cách nào hoàn toàn làm nổi ra một cái tông môn độ trâu bò còn cần càng không ngừng hướng bên trong trang bị thêm sức lê đường chủ ngồi tại tế vũ đường bên trong quân thường tiếu nói mệnh mua sắm đường thành viên nhiều ở bên ngoài thu thập một chút danh quý cây cỏ sau đó trồng trọt tại mỗi cái trên ngọn núi được lê lạc thu rất nhanh phân phó xuống số lớn mua sắm đường thành viên lần lượt tiến về các thành lớn mua đủ loại thảm thực vật hộ tông đại trận cũng muốn mở rộng quân thường tiếu tìm đến chân đức tuấn hai người một phen tổng cộng chế định hoàn toàn mới trận pháp hệ thống mỗi một cái sơn phong đều có đơn độc hộ tông trận pháp lẫn nhau sâu chuỗi lên không chỉ có thể làm đến đồng thời mở ra cũng có thể làm được đơn độc mở ra. Chân lão, quân thường tiếu nói, tông môn đại trận sự việc thì giao cho ngươi. Ừm, chân Đức Tuấn bắt đầu mang trận pháp đường thành viên công việc lưu bù lên. Toàn bộ vạn cổ tông trên dưới đều đang bận rộn, có giúp đỡ vận chuyển kiến trúc tài liệu, có giúp đỡ trồng thảm thực vật cây cối. Các đường khẩu thành viên cũng không có nhàn rỗi, vì sắp di chuyển đến Sơn Phong tích cực làm lấy chuẩn bị. Riêng là ngụy lão, giờ phút này chính mang theo tôn bất không bọn người ở tại y dược dưới đỉnh tuyển chỉ xác định tân nhất mãn dược viên vị trí. Linh khí lúc trước bị cố ý phong ấn, chỉ có thể ở cố định địa điểm tiến hành khai mở. Bây giờ toàn bộ cởi ra hội tụ toàn bộ thiết cốt sơn, tại lựa chọn phía trên thì thuận tiện nhiều, quy mô cũng càng lớn hơn. Chiến kỵ đường cũng tại chính mình Sơn Phong Phụ cận chọn một mảnh đất xây thao trường, dùng cho ngày thường huấn luyện. Có thể nói, vạn cổ tông mỗi ngày đều có biến hóa mới, mỗi ngày đều tại tiến bộ, làm ngoại giới võ giả biết được, Thiết Cốt Sơn chính là linh khí khôi phục mảnh đất, ngọn núi cũng phát sinh thay đổi, đều tranh nhau chen lấn tới tham quan. Tông chủ, Ninh độc tỉnh nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, thiết quốc trấn du khách số lượng tăng vọt nha, rất bình thường, quân thường tiếu không ngoài ý muốn, nói, chúng ta vạn cổ tông tại tinh vẫn đại lục cũng coi là nổi danh tông môn, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, truyền lệnh xuống, hắn hơi chút trầm mặt, nói, 7 ngày sau, tông môn đối ngoại mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến đến tham quan, nhưng cần giao nạp 10.000 lượng bạc, nên Độc tỉnh ngạc nhiên, loại này giao tiền lên tham quan sự việc có chút bưu hãng A, các ngươi nghe nói không, sau đó không lâu vạn cổ tông đối ngoại mở ra, chỉ cần giao nộp 10.000 lượng bạc liền có thể đi vào tùy ý tham quan, đương nhiên nghe nói, ta tiền đều chuẩn bị kỹ càng, linh khí lượng lờ, giống như tiên cảnh, có thể vào tham quan một phen giá trị tuyệt đối A, tạm thời ở tại thiết cốt trấn, chỉ có thể đứng ở chân núi quan sát các châu quận võ giả ào ào động tâm, căn bản là không có quan tâm 10.000 lượng. Vài ngày sau, thiết cốt sơn chân núi, hội tụ mấy ngàn người, bọn họ đang lục tục giao nạp ngân phiếu về sau, từ lý thượng thiên các đệ tử chỉ huy phía dưới tiến vào vạn cổ tông, vù vù, hô hô hô, vừa đi vào ngoại viện, ngoại môn đệ tử chính tại diễn võ trường tu luyện, khí thế bạo phát đi ra, kinh hải đến bọn hắn đều sắc mặt đại biến, thật mạnh những đệ tử này đều là cao đẳng tầng thứ A, mọi người trước tham quan ngoại viện cùng đại điện, sau đó lại tham quan nội viện, mãi đến vào xem mấy cái chính đang trong quá trình kiến thiết sơn phong, toàn bộ quá trình chỗ tại chấn kinh cùng trong rung động, dồi dào linh khí, đại khí kiến trúc, dù là một chút kiến thức rộng rãi võ giả đều đều ở trong lòng sợ hãi tháng phục, cái này vạn cổ tông đã có nhất nhị lưu tông môn phong thái, đương nhiên, còn có một số võ giả đến tham quan mục đích, không phải thưởng thức tại vạn cổ tông to lớn mạnh mẽ, mà là tại khảo sát tông môn võ học không khí, cũng quyết định chờ hài tử sau khi thành niên, vô luận là có hay không thông qua cũng muốn tới tham gia khảo hạch, quân thường tiếu để bọn hắn vào, không phải cầm tông môn làm phong cảnh khu kiếm tiền, chính là muốn mượn cơ hội làm sóng tuyên truyền, để thế nhân đối vạn cổ tông có càng nhiều giải, sau đó hấp dẫn tư chất bất phàm thiếu niên đến báo danh, hiệu quả phi thường tốt, trang này cố định chiêu mộ đệ tử ngày báo danh nhân số so trước kia đề bạc rất nhiều, bên trong không thiếu thiên tư trác tuyệt thiếu niên thiếu nữ, võ đạo, kiếm đạo, trận đạo, y dược hai đạo, các loại thiên tài nhân có chỉ có, mãi đến thông qua khảo hạch về sau, trở thành vạn cổ tông nhập môn đệ tử, sư đệ, có hứng thú hay không thêm vào y dược đường, sư đệ, ngươi này đôi đôi chân dài, trời sinh cũng là tế vũ đường thành viên A, sư đệ, có muốn hay không cưỡi hung thú tung hoành chiến trường muốn lời nói liền đến chúng ta chiến kỵ đường đi ngay từ đầu có đệ tử mới nhập môn quân thường tiếu hội căn cứ bọn họ thiên phú phân phối cho đều cái đường khẩu có điều chung quy có hơi phiền toái liền hạ lệnh để chính bọn hắn đi lôi kéo thành viên mới cho nên mỗi lần tại chiêu mộ khảo hạch sau khi kết thúc luôn có thể bên ngoài viện diễn võ trường nhìn thấy tôn bất không cùng lý thượng thiên chờ người đại biểu các đường khẩu tích cực lừa gạt mới nhập môn đệ tử một mảnh vui vẻ phồn vinh đứng tại đại điện bên ngoài quân thường tiếu nhìn lấy tông môn trật tự rành mạch nét mặt biểu lộ mỉm cười tông chủ lê lạc thu đi tới nói tiểu mạc vừa đưa tới tin tức thái huyền thánh tông chính đang chuẩn bị tổ chức nhân thủ vài ngày sau đi kim lân liệp sát một đầu trung cửu phẩm linh thú kim lân quân thường tiếu nói đây chính là sau vân lĩnh sơn mạch còn muốn hung hiểm địa phương nhất lưu tông môn cứ như vậy ưa thích tìm đường chết không phải người ta tìm đường chết mà chính là loại này xuất ngoại liệp sát hung thú hoạt động, đừng nói đỉnh phong đại tông môn, dù là môn phái bình thường cũng thường xuyên cũng có, nào giống các ngươi vạn cổ tông A, có các loại bí cảnh tại, các đệ tử lịch luyện đều chân không bước ra khỏi nhà, Lê Lạc Thu nói, lần này liệp sát hành động là từ Thái Huyền Thánh Tông trưởng lão đoàn tổ chức, bộ phận ngoại môn đệ tử hội cùng theo một lúc đi, tiểu mạc cũng được tuyển chọn, ô, quân thường tiếu mò mò cầm, nói, Đi liệp sát có thể so với đỉnh phong hoàng cấp linh thú, thế mà là mang ngoại môn đệ tử đi, đến cùng là đi chịu chết, vẫn là có ý coi trọng, để bọn hắn trải qua một chút cảnh tượng hoành tráng đâu. Lê Lạc Thu nói, hẳn là coi trọng a, à, dù sao không phải ai đều có thể theo trưởng lão đi liệp sát cao cấp linh thú, xác định một chút bọn họ đi nhân số cùng chỉnh thể thực lực. Bốn tên đỉnh phong hoàng cấp trưởng lão, sáu tên ngoại môn đệ tử, bên trong có cùng tiểu mạc quan hệ không tệ Tôn Anh Tuyền cùng Hạ Thủy Vân trận này đối phó trung cửu phẩm linh thú dư xài, có điều nếu như phát sinh chút ngoài ý muốn thì gây sự. Quân thường tiếu hai tay giáng tại trên ót, về sau vuốt một chút tóc, âm điệu trở nên già nua, nói, lúc đó, thì phải cần lão phu tự mình ra mặt cứu tràng. Người hảo hữu quân thiên lão nhân đã online, chương 907, quân thiên lão nhân, lần trước vân lĩnh sơn mạch sự kiện, phái tử lân yêu vương đi qua, kết quả kém chút đem sự việc làm hư, cho nên lần này quân thường tiếu quyết định tự mình ra sân, diễn kịch, hắn là chuyên nghiệp, tô tiểu mạc tại biết được tình báo về sau, nhất thời trầm tĩnh lại, lúc trước một đám heo đồng đội, hại đến chính mình kém chút tiếp không lên bộ phim, bây giờ tông chủ tự thân xuất mã, khẳng định không có vấn đề, thậm chí còn có thế mượn cơ hội từ trung học hai tay, cẩu thẳng, nghĩ gì thế? Tôn Anh Tuyền nói, Ê, tô tiểu mạc gãi gãi đầu, nói, muốn trời sáng tiếng về kim lân liệp sát linh thú sự việc. Công anh tuyền cười nói, đây là trận chiến lớn, khó tránh khỏi khẩn trương tâm thần bất định, có điều cứ yên tâm đi, có bốn tên trưởng lão theo chắc chắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Từng, tô tiểu mạc gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, nếu như không ra chút ngoài ý muốn, ta làm sao trèo lên trên, đi đi, đi căng tin, được, hai người tới căng tin, chỉ thấy ngày thường thường ngồi vị trí, Hạ Thủy Vân đã đánh cốt đồ ăn, đang cúi đầu ăn. Móa, Tôn Anh Tuyền nói, cái này nữ nhân lại đem ta vị trí cho chiếm lấy. Nói xong, đem Tô Tiểu Mạc hướng phía trước đẩy đẩy, nói, ngươi cơ hội tới, nhiều chủ động một chút, ca đi giúp ngươi mua cơm. Ngoại môn bên trong có liên quan hai người truyền ngôn càng ngày càng nhiều, hắn tự nhiên cũng nghe nói, mà lại một có cơ hội thì tác hợp, thậm chí từng nói qua, cẩu thẳng, ngươi nếu có thể đem tòa băng sơn này cho hòa tan, về sau ta gọi ngươi ca, ê, tô tiểu mạc cứng ngắc đi qua. Trời sáng đi Kim Lân tuy có trưởng lão bảo hộ, chính chúng ta cũng phải cẩn thận nhiều hơn để tránh thành vướng víu. Hạ Thủy Vân thản nhiên nói, từng, Tô Tiểu Mạc ứng một tiếng, không bao lâu, Tôn Anh Tuyền đem cơm đánh tới, hai người ngồi tuy nhiên rất gần, có điều toàn bộ hành trình không nói chuyện, tên này. Công Anh Tuyền im lặng nói, liền không thể chủ động điểm sao? Tô Tiểu Mạc cũng muốn chủ động, có thể đối mặt băng lãnh tính cách nữ sinh, nếu như càng chủ động thì càng để cho nàng cảnh giác cho nên chỉ có thể tận lực giữ một khoảng cách tiểu mạc theo ngươi nói những chuyện này ta đã lớn gây nên suy đoán ra đó là cái người lạnh tâm không lạnh nữ hài muốn cho nàng đối ngươi có ấn tượng tốt phải tuân theo ba điểm dưới đây để tránh bị độc thân chó nghe đến học được có quan hệ ngụy lão trên tình cảm chỉ điểm tự động tiến hành mã hóa sư tỷ tô tiểu mạc nói ta đi tu luyện hạ thủy vân nhìn lấy hắn rời đi cũng không nói chuyện rời đi căng tin về sau Tô Tiểu Mạc tiến nhập linh khí trận, sau đó chọn một phòng tu luyện, bắt đầu lấy ra thiên nhiên linh thạch bắt đầu thu lấy. Cảnh giới khác tuy nhiên đã cùng Lý Thanh Dương bọn người dần dần kéo ra, bất quá, may ra tông chủ cho đại lượng võ đạo tư nguyên, có thể trong khoảng thời gian ngắn có chất đề bạc, khoảng cách đột phá đỉnh phong vũ vương kém xa. Thu lấy hơn 10 khỏa linh thạch về sau, Tô Tiểu Mạc đi tới, thầm nghĩ, nếu như có thể tiến nhập nội môn, nên có càng tốt hơn võ học tư nguyên. Thái Huyền Thánh Tông không có vạn cổ tông yêu nghiệt, có thể cho đệ tử ở trên cảnh giới làm đến học cấp tốc, nhưng nội môn tư nguyên vẫn là không phải tông môn khác có thể so sánh, chỉ là muốn đạt được những tư nguyên này, phải trở thành nội môn đệ tử. Hy vọng lần này Kim Lân một hàng, làm cho ta tại Thái Huyền Thánh Tông nâng cao một bước, nếu như bởi vậy hỗn vào nội môn thì càng tốt hơn. Tô Tiểu Mạc ám đạo, vạn cổ tông, thư phòng, Lý Thanh Dương thông lệ đến hồi báo hôm qua kiến tạo tình huống nhưng vừa đi vào chỉ thấy một tên thân thể mặc trường bào áo dài tóc bạc trắng lão giả gắt tay thủ tại phía trước cửa sổ sau đó cảnh giác nói ngươi là ai quân thiên lão nhân lão giả xoay người một mặt mặt mũi hiền lành lý thanh dương ngạc nhiên nói tông tông chủ không tệ cái này nhìn qua già bảy tám mươi tuổi lão giả chính là quân thường tiếu dựa vào ma đổi mặt nạ dịch dung thế nào quân thường tiếu thanh âm già nu nói lý thanh dương khóe miệng giật một cái nói nếu như không là tông chủ vừa rồi dùng ban đầu âm thanh đệ tử thật không nhìn ra ha 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 quân thường tiếu vuốt râu mà cười thần thái cử chỉ hoàn toàn cũng là một cái tuổi tác đã cao lão cẩu làm diễn viên khẳng định phải dung nhập vào nhân vật vào lúc này để hắn làm nba đại sứ hình tượng tuyệt đối sẽ đem chơi bóng rổ điểm kỹ năng đầy hiện trường đến đoạn ngẫu hứng hát nhảy mọi người tốt ta là xuyên việc thời gian 5 năm rưỡi luyện tập sinh quân thường tiếu ưa thích hát nhảy trang bức khoác lát music thanh dương bổn tọa ra ngoài một chuyến tông môn sự việc trước hết giao cho ngươi xử lý quân thường tiếu giọng điệu cùng ngữ khí vẫn bảo trì người già hóa hiển nhiên đã chân chính dung nhập nhân vật bên trong giờ khác này hắn không còn là vạn cổ tông tông chủ cũng không còn là quân cẩu thặng mà chính là một cái vượt qua kiểm tra nhàn vân giả hạt sinh hoạt quân thiên lão nhân vân lý thanh dương nói cùng ngày quân thường tiếu vung lên tay áo dài giống như ẩn thế cao nhân bàn bay khỏi vạn cổ tông hắn không là một cái người đi còn mang theo bách khâu đại vương vốn là tính toán mang tử lân yêu vương có điều tên này diễn kỹ tặc kém vẫn là mang chính mình khế ước thú so sánh đáng tin cùng lúc đó tại xa xôi thái huyền thánh tông tô tiểu mạc cũng đã đi theo mấy tên trưởng lão tiến về kim lân hai cái cẩu thẳng sắp tụ hợp để cho chúng ta rửa mắt mà đợi kim lân tinh vẫn đại lục một tòa danh sơn, trên núi có không ít hung thú, đồng thời tồn tại rất nhiều linh thú, quả thật xuất ngoại tìm đường chết chuyên nhất lựa chọn, đi mấy ngày đường, cô Tiểu Mạc đi theo bốn tên trưởng lão dừng ở chân núi, bên trong còn có Hạ Thủy Vân cùng Tôn Anh Tuyền, loại này liệp sát cao đẳng linh thú sự việc, mang ngoại môn đệ tử tới, tự nhiên không trông cậy vào bọn họ giúp đỡ, chủ cần trải qua một chút cảnh tượng hoành tráng, cẩu thằng, ta có chút khẩn trương, vừa dừng ở chân núi, cảm thụ lấy bạo lệ chi khí áp xuống tới, Tôn Anh Tuyền trong con ngươi nổi lên một chút kinh khủng, Tô Tiểu Mạc nói, không có việc gì, có bốn tên trưởng lão tại, mấy tên trưởng lão thấy thế tử mặt không đổi thành, trong ánh mắt hiện ra vẻ hân thưởng, lúc trước tại Vân Lĩnh Sơn Mạch, liền đã chứng minh hắn rất có đảm lược, tư chất phương diện cũng không tệ, nếu như thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối là mầm mống tốt, mấy người các ngươi nghe kỹ, một tên trưởng lão nói, sau khi vào núi, nhất định phải theo sát sau lưng ta, không thể tự tiện rời đi, càng không thể tự tiện xuất thủ. Vâng, tô tiểu mạc bọn người cùng kêu lên quát, đi thôi. Hai tên trưởng lão phía trước mở đường, hai tên trưởng lão ở hậu điện về sau, sáu tên ngoại môn đệ tử đi ở chính giữa, sau đó xuôi theo bậc thang hướng về trên núi bước đi, trống. Trống, đi tới giữa sườn núi, mơ hồ nghe đến hung thú gào thét truyền đến, đây tuyệt đối là linh thú sáu tên trong ngoại môn đệ tử trừ Tô Tiểu Mạc cùng Hạ Thủy Vân có thể bảo trì bình tĩnh bên ngoài, hắn bốn người đều nơm nớp lo sợ, thậm chí lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, trống, ngay tại lúc này, vài đầu thân pháp mạnh mẽ hung thú theo hai bên trái phải xông tới, theo thấu phát khí tức đến xem, lộ ra nhưng đã đạt tới vương cấp tầng thứ, oanh, oanh, hai tên trưởng lão khí tức bạo phát, ngưng tụ các loại trưởng ấn đem đánh tới hung thú giải quyết hết. Đột phát tình huống rất nhanh liền bị giải quyết hết, có thể mấy tên ngoại môn đệ tử cũng đã dọa đến trung lẫy bảy hiển nhiên bị kinh hãi. Dù là Hạ Thủy Vân, tại vài đầu linh thú lao ra lúc, vẫn là vô ý thức lui về phía sau hai bước. Bọn này trong ngoại môn đệ tử cũng chỉ có tô tiểu mạc đứng tại nguyên chỗ, thậm chí trưởng lão đem vài đầu đột kích linh thú toàn bộ giải quyết, mi đầu đều không nhíu một cái, không tệ. Bốn tên trưởng lão càng thưởng thức, loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tâm tính, tương lai tuyệt đối là cái thành đại sự người, đi mọi người tiếp tục dọc theo đường mà lên, ước chừng đi mấy trăm bậc thang, liền đi lên đỉnh núi. Kim lân đỉnh núi vẫn như cũ có rậm rạp rừng cây, bên trong không chỉ có hung thú còn có phi cầm, vù vù, gió lạnh thổi đến, thấu phát khiến người ta không rét mà run lệ khí, trống, đột nhiên, tiếng hổ gầm truyền đến. Chỉ thấy một đầu toàn thân bị tử sắc hồ quan điện bao phủ hổ thú từ đằng xa bay tán loạn mà đi, giữa không trung lưu lại nhấp nhô lôi hệ thuộc tính, tử điện linh hổ bốn tên trưởng lão ánh mắt nhất thời nổi lên nóng rực tử điện linh hổ là tinh vẫn đại lục bên trong một loại máy móc hiếm thấy lôi hệ hung thú nếu như có thể đem hàng phục vậy tuyệt đối vô cùng thoải mái a à, truy đừng để nó chạy hưu 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 trong khoảnh khắc ba tên trưởng lão cực tốc theo tử điện linh hổ biến mất khu vực đuổi theo còn một người trưởng lão khác lại lưu lại bảo hộ ngoại môn đệ tử tử điện ấu hổ tô tiểu mạc nói thầm tông chủ đã tới trống trống ngay tại lúc này, trong núi rừng đột nhiên truyền đến trận trận tiếng rống giận dữ, ngọn núi đều rung rẩy theo, xoát xoát xoát, một lát sau, từng đầu thể trạng khôi ngô hung thú quần theo đi ra, bên trong còn có một đầu có thể so với đỉnh phong hoàng cấp, toàn thân lông tóc hiện lên kim sắc linh thú, không tốt, bảo hộ ngoại môn đệ tử người trưởng lão kia sắc mặt đại biến, kim sắc linh thú đúng là bọn họ lần này đến đây liệp sát mục tiêu, nhưng là, còn chưa tới nó nơi ở bàn, làm sao lại đột nhiên chạy vào còn triệu nhiều như vậy trợ thủ, thời gian về đến một canh giờ trước, ngao ô, kim lân chỗ sâu, kim lân linh thú mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã xuống, bách khâu đại vương đứng tại nó trên đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy hung quang, tiểu gia hỏa, hóa thân lão giả tóc bạc quân thường tiếu ngồi ở phía xa, nói, có làm khế ước thú hay không, làm làm, ta làm khế ước thú, kim lân linh thú hoảng sợ nói, không nói trước tên nhân loại này thấu phát khí tức rất mạnh, riêng là một cái tay liền đem chính mình giải quyết bách khâu đại vương, liền để nó ý thức được, tuyệt đối là cái thực lực hơn mình xa đồng loại, buông lỏng tâm thần, quân thường tiếu đi tới, một cái tay dán tại kim lân linh thú trên óc, sau đó bắt đầu linh hồn câu thông, cũng tại thời gian cực ngắn thành lập chủ tớ khế ước, nếu để cho hắn đơn độc đến, chưa hẳn tùy tiện hàng phục một đầu có thể so với đỉnh phong hoàng cấp linh thú, nhưng có bách khâu đại vương theo, sự việc thì đơn giản nhiều, sau đó không lâu, Thái huyền thánh tông cường giả sẽ đến giết ngươi, chờ bọn hắn đến hết thảy nghe ta chỉ huy. Quân thường tiếu nói, Thái huyền thánh tông, kim lân linh thú ánh mắt nhất thời nổi lên lửa giận, tên nhân loại này thành lập tông môn, cách mỗi một năm liền sẽ đến kim lân nháo sự, hoàn toàn không đem chính mình cái này sơn đại vương để vào mắt, chủ nhân, nó chân thành nói, ta nghe ngài, không bao lâu, Thái huyền thánh tông người tới, chờ bọn hắn lên núi về sau, quân thường tiếu gọi ra tử điện ấu hổ cố ý đem mấy tên trưởng lão dẫn dắt rời đi, sau đó mệnh kim lân linh thú triệu tập trên núi thủ hạ, hướng cô tiểu mặt bọn người phát động công kích, bách khâu, đi chiếu cố ba cái kia trưởng lão đi, đúng, nhớ lấy, không nên giết, cho bọn hắn chế tạo gây sự điểm là đủ, vâng, bách khâu đại vương lúc này chui vào núi rừng, kỳ quái, làm sao không, tử điện linh thú không phải chạy nhanh như vậy a? À. Thái huyền thánh tông ba tên trưởng lão tại nơi núi rừng sâu xa tìm gần nửa ngày, thủy chung không tìm được tử điện ấu hổ, nhân làm người đã sớm chui vào trưởng môn bóng bên trong, ba vị, đột nhiên, tối tâm bên trong đi ra một cái lưng còng lão giả, âm u cười nói, các ngươi đang tìm cái gì đâu, thái huyền thánh tông ba tên trưởng lão tới nhìn thẳng, trong nháy mắt phán định cái này tuyệt phi nhân loại, mà chính là đã đạt tới hóa người hình linh thú, sau đó ào ào cảnh giác lên, khạch khạch kiệt, bách khâu đại vương cười quá dị nói, kim lân chính là ta tộc sinh hoạt địa phương, các ngươi đã tự tiện xông tới cũng đừng nghĩ còn sống trời đi vù vù vừa dứt lời táo bạo lệ khí theo quanh thân phóng thích sau đó cấp tốc tới gần một tên thái huyền thánh tông trưởng lão oanh bởi vì tốc độ cực nhanh lực lượng lại cực mạnh đối phương chỉ có thể khó khăn làm ra phòng thủ tư thái liền bị một quyền đánh bay ra ngoài hai gã khác trưởng lão thấy thế trong lòng cả kinh nói con thú này thực lực chắc không kém gì bán thánh bách khâu đại vương xoay người hai cổ âm u lệ khí hóa thành quyền ấn oanh tới, oanh, oanh, hai gã khác trưởng lão hoàn toàn trốn không thoát, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, lấy bách khâu đại vương thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết ba tên đỉnh phong vũ hoàng, nhưng chủ nhân có lệnh, cho nên xuất thủ rất có chừng mực, vẹn vẹn đem đánh bay ra ngoài, rút lui, ổn định thân thể một tên trưởng lão trầm giọng quát, con thú này thực lực cường hãn đã để bọn hắn ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, vội vàng thi triển thân pháp liền muốn rút lui bất quá, lại bị bách khâu đại vương ngăn lại cũng mở ra điên cuồng công kích. Trong khoảnh khắc, ba tên trưởng lão liền bị ngược chật vật không chịu nổi, bị ngược liên tục bại lui. Đương nhiên, để bọn hắn không nghĩ ra là, kim lân trong núi tại sao có thể có có thể so với bán thánh linh thú. Chẳng lẽ như lúc trước mọi người nghị luận như thế cùng tử lân yêu vương phá vỡ phong ấn có quan hệ, oanh, bách khâu đại vương lần nữa oanh sát mà đến, ba tên trưởng lão khó có thể chống lại, ào ào lão đảo lui lại, sau đó thổ huyết mà ra tình huống bây giờ là đánh cũng đánh không lại trốn cũng chạy không thoát chỉ có thể bị điên cuồng chà đạp chết đi bách khâu đại vương khô gầy mười ngón mở ra nhất thời hình thành mười đạo tê liệt không gian tối tâm chỉ quan hết ba tên thái huyền thánh tông trưởng lão ánh mắt nổi lên tuyệt vọng xoát mắt thấy bạo liệt chỉ quan tê liệt không gian mà đến một đạo lưu quang từ đằng xa bay lượng mà đến dày đặc vô cùng phòng ngự khí tường trước người trong nháy mắt ngưng tụ cũng đem bọn hắn toàn bộ bảo hộ ở bên trong đinh 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 một hồi loạn hưởng về sau mười ngón năng lượng tiêu tán vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thái huyền thánh tông ba tên trưởng lão tất cả đều ngây người ngay tại chỗ bởi vì trước người bỗng dưng thêm ra một tên tiên phong đạo cốt lão giả tóc bạc cái này là thần thánh phương nào lão gia hỏa bách khâu đại vương cả giận nói lại là ngươi trên mặt tâm tình phi thường tức giận cùng kiên kỵ diễn kỹ tuyệt đối online, ba vị, lão giả tóc bạc nói, không có sao chứ, không có. Không có việc gì. Một tên trưởng lão tỉnh táo lại, chấp tay nói, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, lão giả tóc bạc nhìn về phía bách khâu đại vương, nói, lăng, vù vù, vừa dứt lời, hùng hậu khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, bên trong ẩn chứa võ đạo, cũng ẩn chứa kiếm đạo, có thể nói thế đại lực trầm lại phong mang như kiếm. Đằng sau Thái Huyền Thánh Tông ba tên trưởng lão, nhất thời bị kiếm võ chi thế thổi tóc đen tung bay, thổi con mắt đều không mở ra được. Ta thiên, người này là kiếm võ song tu, theo bạo phát đi ra khí thế đến xem, tuyệt đối đạt tới bán thánh tầng thứ, cao nhân, tuyệt đối cao nhân. Tại tinh vẫn đại lục vũ thánh tầng thứ có lẽ có thế thường gặp được, nhưng kiếm võ phương diện toàn đạt tới bán thánh tầng thứ cường giả tuyệt đối vẫy rồng lông phượng. Bách khâu đại vương chọi cứng lấy chủ nhân kiếm võ hai loại cùng bạo bàn khí thế bạo phát, sắc mặt hơi có vẻ giữ tận từng bước một lui lại, sau cùng giả bộ chấn kinh một dạng vội vàng quay đầu chạy đi, xoát, quân thường tiếu triệt tiêu khí tức, nói, các ngươi an toàn, đa tạ tiền bối cứu giúp, Thái huyền thánh tông ba tên trưởng lão vội vàng chắp tay nói, ngay từ đầu xưng các hạ, ý thức được đối phương là kiếm võ trong lúc song tu bán thánh, trên thái độ nhất thời phát sinh cự đại biến hóa, quân thường tiếu nói, tùy các ngươi cùng nhau lên núi đồng bạn cùng mấy người trẻ tuổi, chính bị bầy thú công kích, còn không nhanh trợ giúp a à. ba người sắc mặt biến đổi ào ào phóng thích linh niệm quả nhiên sơn lâm ngoại vi chính bình trưởng lão đang cùng kim lân linh chiến mấy tên ngoại môn đệ tử cũng đã bị hung thú quần vây quanh tình huống tràn ngập nguy hiểm ai quân thường tiếu lắc đầu nói ba người các ngươi cũng thụ thương chưa chắc là cái kia nghiệp xúc đối thủ lão phu thì người tốt làm đến nơi đi hưu vừa dứt lời biến mất tại chỗ ba tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau vội vàng đè ép thương thế bay qua chờ bọn hắn đi vào vừa đi lên đỉnh núi khu vực, hung thú quần đã không, kim lân linh thú cũng trùng mất, người trưởng lão kia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cũng đem hung thú quần kinh sợ thối lui lão giả tóc bạc, hô, ba người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy nhiên thời gian ngắn phát sinh bất ngờ biến cố lớn, may ra cũng không có bất kỳ cái gì thương vong, phù phù, đột nhiên, nơi xa tô tiểu mạc quỳ trên mặt đất, thân thể cùng hai tay rung nhẹ nhẹ, cảm giác kia tựa như là hù đến. Bốn tên trưởng lão mày nhăn lại, kẻ này tâm tính không phải rất mạnh sao? Làm sao trải qua trận chiến này, sẽ hù đến rung chân quỳ xuống. Cẩu Thẳng, Tôn Anh tuyền thấp giọng nói, "Nhanh đứng lên a." Hạ Thủy Vân ánh mắt nổi lên một tia không hiểu, đồng thời cũng hiện ra vẻ thất vọng. Tô Tiểu Mạc hoàn toàn không nhìn đồng môn cùng trưởng lão, hướng về phía mặt mũi hiền lành lão giả tóc bạc dập đầu, nước mắt rơi như mưa lớn tiếng la lên, "Sư Tôn." Chương 908, phối hợp diễn kịch bầy thú rút lui về sau, tô tiểu mạc quỳ trên mặt đất, cái này khiến mấy tên trưởng lão vô cùng không hiểu, dù sao kẻ này tại vân lĩnh sơn mạch biểu hiện có đảm lượng như vậy, làm sao tại loại trường hợp này sẽ dọa đến đứng không vững thân thể. Tôn Anh Tuyền cùng mặt khác ba tên ngoại môn đệ tử tuy nhiên cũng rất kinh khủng, nhưng nguy hiểm giải trừ sau chí ít có thế đứng được, mới vừa rồi còn khen hắn là cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt, kết quả làm loại chuyện này, bốn tên trưởng lão trong lòng không khỏi dâng lên thất vọng. Hạ Thủy Vân trong mắt sáng nổi lên phức tạp tâm tình. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực trong bóng tối trợ giúp Tô Tiểu Mạc, không phải là xem ở Vân Lĩnh Sơn Mạch biểu hiện A, à. lần này mức độ nguy hiểm, còn kém rất rất xa lần, lại dọa đến quỳ trên mặt đất. Hạ Thủy Vân còn kém đi lên trước, cho hắn một bạc tay nói, Tô Cẩm Đường, ngươi quá khiến ta thất vọng, đừng nhìn Tôn Anh Tuyền ngày bình thường có chút hoàng khố, nhưng tâm lý rõ ràng, biết cẩu thẳng cử động lần này sẽ nhường trưởng lão lòng sinh bất mãn hướng đại nói khả năng ảnh hưởng tiền đồ, sau đó vội vàng thấp giọng nói, nhanh đứng lên A, nhưng là, cái kia gia hỏa không những không nghe thấy chính mình nói chuyện, còn khấu đầu một cái, còn khóc hai mắt đẫm lệ mơ hồ, còn gọi ra một câu, giác, tôn anh tuyền nhất thời mộng, bốn tên mất mong trưởng lão cũng mộng, hắn hô là. Sư tôn, hạ thủy vân nguyên bản phức tạp ánh mắt cũng dần dần chuyển hóa làm kinh ngạc. Cái này vừa xuất hiện liền đem bầy thú kinh sợ thối lui lại dường như thế ngoại cao nhân lão giả tóc bạc là hắn sư tôn, sư tôn ta là quân thiên lão nhân, lâu dài ẩn cư tại sơn giả. Tô Tiểu Mạc từng nói qua lời nói tại bên tai vang lên, để Hạ Thủy Vân nhất thời khẳng định lão giả thân phận, bốn tên trưởng lão giờ phút này cũng tỉnh ngộ tới, nguyên lai, tiểu gia hỏa không phải hoảng sợ quỳ trên mặt đất, mà chính là gặp phải sư tôn mới có thể kìm lòng không được quỳ xuống, một ngày là thầy, cả đời là cha, đệ tử hướng sư tôn quỳ xuống tuyệt đối phù hợp lễ pháp, tuyệt đối chống không ra bất kỳ mau bệnh tới. Nhìn thấy tô tiểu mạc quỳ hướng mình, khóc nước mắt rơi như mưa, càng trong ánh mắt xuất hiện hưng phấn cùng kích động, không khỏi để quân thường tiếu ở trong lòng cảm thán Ta đệ tử này diễn kỹ, quả nhiên là bổn tọa chân truyền A, làm chuyên nghiệp diễn viên, thì ưa thích đụng phải loại này hí cốt cấp. Bởi vì diễn với người trong nghề khẳng định so sẽ chỉ dùng bề ngoài đến mà bắt chước ngôi sao mạnh, quân thường tiếu toàn thân tâm đầu nhập nhân vật bên trong, hòa ái cười nói, tiểu cẩu thẳng, người ta sư đồ hai người từ biệt đã có vài năm, không nghĩ tới sẽ ở Kim Lân gặp lại. Hắn hiện tại rất muốn xông tới một chân đem tô tiểu mạc từ trên núi đá xuống đi. Ngươi làm nằm vùng lấy tên gì không tốt, hết lần này tới lần khác dùng bổn tọa nhũ danh, có biết hay không mỗi khi kêu đi ra, sẽ khiến một số ít, rất ít, vô cùng ít độc giả cười chê, tô cẩm đường danh tự, quân thường tiếu là biết, chỉ là nếu là sư đồ, hô cẩu thẳng khẳng định so hô cẩm đường càng lộ vẻ thân cận. Sư Tôn, Tô Tiểu Mạc khóc nói, ngày năm đó tại sao không từ mà biệt, là đồ nhi làm gì sai sao, ta đi, cái này giống như không tại trong kịch bản A. Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, vi sư có thể dạy ngươi cái gì thì đã dạy xong, về sau có thể hay không có càng lớn thành tựu, còn muốn dựa vào chính ngươi nỗ lực mới được. Năm đó đồ nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, theo Tô Gia Câu rời nhà trốn đi, nếu không phải tại trong rừng rậm xảo ngộ sư tôn, sợ là đã sớm đúc thú dữ, tô, tiểu mạc càng nói khóc càng rời đi, nói, cho nên, hoàn toàn không để ý về sau thành tựu, chỉ nguyện cả một đời phụng dưỡng tại sư tôn trước người, thái huyền thánh tông bốn tên trưởng lão ào ào trầm mặt, kiếm võ song tu bán thánh, tính toán số một số hai đứng đầu cường giả, ông lấy hắn bắp đùi đúng là sáng suốt lựa chọn. Nếu như lúc tuổi còn trẻ chính mình cũng có như thế một sư tôn chắc chắn sẽ không rời đi. Quân thường tiếu nói, Vi sư qua quen nhàn vân giả hạt sinh hoạt, ngươi theo ta sẽ chỉ chậm trễ chính mình tiền đồ. Tông chủ, tô tiểu mạc truyền âm nói, mau đưa ta nâng đỡ A, à. xoát, quân thường tiếu phất ống tay áo một cái, hùng hậu linh năng bạo phát, trong nháy mắt đem hắn nâng lên, nói, theo ngươi mặc trang phục đến xem, như là đã bái nhập tông môn, không tệ. Một tên trưởng lão vội vàng chấp tay nói, cẩm đường hắn hiện tại là ta thái huyền thánh tông ngoại môn đệ tử, loại này kiếm võ phương diện bán thánh cường giả, khẳng định phải khách khí, huống chi còn giúp nhóm người mình tiêu trừ nguy cơ. Thái huyền Thánh Tông, quân thường tiếu hơi chút trầm mặt, nói, cái này cái tông môn lão phu hơi có nghe nói, năm đó còn từng cùng Lý Mục Nhiễm từng có gặp mặt một lần đây, bốn tên trưởng lão sắc mặt đột biến, thì liền mấy tên ngoại môn đệ tử cũng trợn tròn con mắt, Lý Mục Nhiễm, Thái huyền Thánh Tông cường giả tiền bối, nói lên bối phận, hiện tại tông chủ còn phải xưng sư thúc tổ, lợi hại, lợi hại. Tô Tiểu Mạc tối thầm bội phục nói, Tông chủ thế mà là cùng đã ẩn thế Thái Huyền Thánh Tông tiền bối dính líu quan hệ, quân cẩu thẳng đối cái này nhất lưu tông môn tìm hiểu, tự nhiên biết người ta một chút nổi danh cường giả, sở dĩ nói lý Mục nhiễm cũng là bởi vì người đã chết, các ngươi muốn tra cũng tra không được, nguyên lai tiền bối cùng ta Thái Huyền Thánh Tông đã chết tiền bối quen biết a, à, đã chết, quân thường tiếu kinh ngạc nói, lý Mục nhiễm vẫn lạc, trưởng lão bi thống nói, thái trưởng lão không thể nhìn trộm càng cao võ học tầng thứ thọ hạng đã hết ai quân thường tiếu thở dài một hơi nói năm đó gặp hắn chỉ là ba bốn mươi tuổi bây giờ cũng đã âm dương tương cách quả thật khiến người ta không khỏi thở dài nghe xong hắn như thế lừa gạt mấy tên trưởng lão thầm nghĩ thái trưởng lão lúc đó mới ba bốn mươi tuổi nhìn lấy người này độ tuổi không nhỏ đồ nhi ta hắn tư chất không tính nổi bật nhưng tính cách kiên cường lại có đại nghị lực còn mời làm phiền quý tông về sau nhiều hao tổn nhiều tâm trí, chỉ điểm nhiều hơn. Quân thường tiếu nói, câu nói này không nói, Thái huyền thánh tông phương diện khẳng định cũng sẽ trọng điểm chiếu cố, dù sao có kiếm võ song tu còn đạt tới bán thánh tầng thứ sư tôn, hậu trường lão cứng rắn, nữ hoa, quân thường tiếu xoay đầu lại, nói, ngươi vừa rồi thi triển kiếm pháp mặc dù phiêu giật linh hoạt, nhưng ở linh năng hội tụ bên trong lưu giữ vấn đề, nhất định phải mau chóng uống nắng tới, nếu không thi triển nhiều sẽ làm bị thương kinh mạch. Hạ Thủy Vân ánh mắt nổi lên ra kinh ngạc, nàng một mực tại tu luyện Thái Huyền Thánh Tông một loại nào đó băng hệ kiếm kỹ, tuy nhiên đã lĩnh ngộ có thành tựu, nhưng gần nhất thi triển đi ra, luôn cảm giác không thông suốt, ngẫu nhiên cũng sẽ ảnh hưởng kinh mạch, mới đầu cũng không không để ý, thậm chí cho rằng khả năng còn không hiểu rõ kiếm pháp. Bây giờ nghe Tô Cẩm Đường Sư Tôn nói, Hạ Thủy Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like mình về mặt tu luyện xuất hiện sai lầm chân chính võ giả không cần người khác đi cẩn thận thăm dò giải thích cặn kẽ, có lúc vẻn vẹn một câu, liền có thể đem hoang mang ấn mở, bốn tên trưởng lão chấn kinh, câu cẩu thẳng sư tôn nhưng là cái kiếm võ song tu bán thánh, vẫn là một cái đỉnh cấp võ học đại sư A, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn thấy người khác chỗ thiếu hụt, trâu, quá trâu, động sát chi phù còn nhớ A, Hạ Thủy Vân chấp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiểu cẩu thẳng, quân thường tiếu nhìn về phía tô tiểu mạc, nói, thái huyền thánh tông chính là trên giang hồ số một số hai đại tông môn ngươi đã có thế bái vào môn hạ chính là cơ duyên lớn về sau phải chăm chỉ tu luyện mới là tô tiểu mạc xóa đi trên mặt nước mắt ánh mắt kiên định nói đồ nhi cẩn tôn sư mệnh bốn vị quân thường tiếu nói lão phu còn muốn đi truy cái kia nghiệt xúc để tránh thương tới sinh linh thì xin cáo từ trước câu nói này ý là nói cho thái huyền thánh tông trưởng lão tới cứu các ngươi bời vì vừa vặn đang đuổi linh thú sư tôn tô tiểu mạc vừa mở miệng quân thường tiếu liền đã nhẹ lướt đi hắn tâm tình nhất thời không có kéo căng ở khóc la lớn đồ nhi nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng nhất định sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả cũng không có hồi âm truyền đến hiển nhiên người đã rời đi cao nhân quân thường tiếu đi sau đó bốn tên trưởng lão vẫn chỗ tại chấn kinh bên trong vẫn nghĩ đến vừa rồi một ánh mắt liền đem linh thú rừng chạy hình ảnh tôn anh tuyền lặng lẽ đi tới đè ép thanh âm nói cẩu thẳng Nguyên lai ngươi có như thế cái trâu sư tôn A, mặt khác ba tên ngoại môn đệ tử đều quan tới hâm mộ ánh mắt, đi, trở về tông môn, bốn tên thái huyền thánh tông trưởng lão bị thương, cường đại linh thú cùng bầy thú xuất hiện cũng xáo trộn kế hoạch, cho nên không ngừng lại mang đệ tử trở về, đương nhiên, cũng có đem tô cẩu thạng sư tôn mau chóng thông báo cao tầng tính toán, tiểu mộc, sơn phong trên đá lớn, quân cẩu thẳng chuyển ánh mắt nhìn, một bộ già mà không kính bộ dáng nói, bổn tọa tự mình ra sân giúp ngươi diễn một màn kịch, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng nội môn đệ tử, mà tại trở về tông môn trên đường, tô tiểu mặt tối thầm bội phục nói, vẫn là tông chủ diễn kỹ mạnh, càng trong lúc lơ đảng vì hạ thủy vân chỉ điểm võ học, tuyệt đối đem một cái thế ngoại cao nhân cho diễn sống. Nghĩ đến lúc trước tử lân yêu vương loại kia trò siết diễn đến chính mình kém chút một điểm thì nhập quan, lần nữa sinh ra mãnh liệt xem thường, cái này diễn viên, quá đồ bỏ đi, cẩu thẳng. Tôn Anh Tuyền theo sát đi tới, thấp giọng nói, người cái này sư tôn cũng không phải người bình thường, hơn nữa còn đem tất cả cấp cứu, về tông môn sau ngươi khẳng định sẽ bị trưởng lão đoàn trọng điểm chiếu cố. Ê, Tô Tiểu Mạc gãi gãi đầu nói, ta cũng không nghĩ tới, sẽ ở Kim Lân Sơn Ngộ đến sư tôn. Chấm chấm chấm, Thái Huyền Thánh Tông, Tô Tiểu Mạc sau khi trở về, như thường ngày tiến nhập linh khí trận lĩnh hội trận pháp, trong đại điện, các cao tầng tại biết được Kim Lân sự việc về sau, đã bắt đầu nghị luận lên, Tô Cẩm Đường sư tôn mạnh như vậy. Thế mà Bán Thánh tầng thứ kiếm võ song tu. Tam trưởng lão cả kinh nói, theo cảnh giới tầng thứ tới nói, Vũ Thánh khẳng định mạnh hơn Bán Thánh, nhưng kiếm võ hai đạo cùng tu tu luyện vốn là chậm, dù là không bằng Vũ Thánh, cũng tuyệt đối phi thường ngưu bức, từ thượng cổ về sau, thiên địa linh khí dần dần điêu linh, đạt tới loại tầng thứ này cường giả, năm ngón tay đầu đều có thể đếm đi qua, tự mình trải qua người trưởng lão kia nói lúc đó Cẩu thạng sư tôn phóng thích khí tức, rõ ràng có võ đạo hùng hậu cùng kiếm đạo sắc bén, tuyệt đối là bán thánh cấp bậc kiếm võ song tu, quân thiên lão nhân, tam trưởng lão cho mày nói, tại tinh vẫn đại lục hoàn toàn chưa từng nghe nói nhân vật này, ngay từ đầu biết được tô tiểu mạc sư tôn tin tức, bọn họ cũng không có đi coi trọng, đơn giản cho rằng là cái ẩn sĩ, bây giờ biết được thực lực về sau, tự nhiên muốn đi nghiêm túc đối đãi tam trưởng lão, người trưởng lão kia nói, Quân thiên lão nhân cùng lúc tuổi còn trẻ từng cùng thái trưởng lão từng có gặp mặt một lần, tam trưởng lão bọn người trừng to mắt, lý mục nhiễm qua đời mấy trăm năm, lúc tuổi còn trẻ chí ít cũng đã qua rất nhiều năm, quân thiên lão nhân cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, đã nói lên là cái danh tiếng lâu năm cường giả, khó trách tô cẩm đường bái nhập ta thái huyền thánh tông môn hạ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai like có một cái như thế ưu tú lão bối sư tôn. Tam trưởng lão tỉnh ngộ nói tôn trưởng lão nói theo ta thấy quân thiên lão nhân có thế xuất thủ cứu giúp có lẽ cũng là xem ở đồ nhi phân thượng đi có đạo lý mọi người ào ào bày tỏ đồng ý ẩn sĩ cao nhân đồng dạng rất ít ra đời trông cậy vào tại gặp phải nguy hiểm thời điểm cứu giúp tỷ lệ vô cùng thấp cho nên hắn lần này xuất thủ khẳng định hữu dụng ý chẳng lẽ tại nói cho chúng ta biết muốn đối xử tử tế hắn đồ nhi tam trưởng lão nghiêm túc suy nghĩ một phen nói năm nay nội môn thành viên danh ngạch có tô cẩm đường một cái, chư vị nhưng là có ý kiến, không ý kiến, đã không ý kiến, cứ quyết định như vậy, mặt khác. Lục trưởng lão, trước cho tô cẩm đường ai bài một cái độc lập đình viện, được, chấm chấm chấm. Cùng ngày, tô tiểu mạc chuyển nhập trong đình viện, tại Thái Huyền Thánh Tông, có chính mình đơn độc sân nhỏ, tuyệt đối là nội môn cấp bậc đại ngộ, rất nhiều ngoại môn đệ tử biết được tin tức về sau, liền nhất trí nhận định Tô Cẩm Đường tấn thăng nội môn đã là chắc chắn sự việc, mới mới nhập môn không bao lâu liền tấn thăng nội môn, nhất thời tiện sát không ít người. Tông chủ, đứng tại viết có địa tự linh tâm các đình viện ngoài cửa lớn, Tô Tiểu mặt nói thầm, đệ tử khoảng cách tiến vào Thái Huyền Thánh Tông đệ tử hạch tâm phạm vi lại gần. Hắn đến Thái Huyền Thánh Tông nằm vùng chân chính mục đích là muốn nghe ngóng đại sư tỷ cùng Phương Linh Ngọc sự việc, nhưng ở ngoại môn căn bản là không có cách biết được, chỉ có tiếng nhập nội môn mới có thể tiếp xúc đến. Từng, đột nhiên, Tô Tiểu Mạc quay đầu nhìn lại, liền phát hiện liền nhau đình viện đại đứng ở cửa hạ Thủy Vân. Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta nhà ở, Tô Tiểu Mạc ngạc nhiên, chính mình thế mà là cùng hắn thành hàng xóm, ngụy lão, tình huống có biến, nhanh cầu phương pháp, chấm chấm chấm, vạn cổ tông, quân thường tiếu đang nghe Lê Lạc thu hồi báo về sau, trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, nhìn lấy, bổn tọa cái này quân thiên lão nhân thân phận, vẫn là rất có tác dụng, tông chủ. Lê Lạc Thu khó hiểu nói, tiểu mục tại Thái Huyền Thánh Tông nằm vùng, tuy nhiên càng hỗn càng cao, nhưng là thì có ý nghĩa gì chứ? Có ý nghĩa, Quân Thường Tiếu nói, một cái đỉnh phong đại tông môn nội tình vẫn là rất cường đại, chỉ có trộn vào cao tầng mới có thể tiếp xúc càng nhiều, tỉ như. Một chút rất khó ở bên ngoài học được võ học bí tịch, Lê Lạc Thu khó hiểu nói, ta vạn cổ tông võ học cũng không kém hơn Thái Huyền Thánh Tông nha, lời này là không tệ nhưng công pháp các thiếu khuyết các loại vũ kỹ. Nếu như Tô Tiểu Mạc có thế theo Thái Huyền Thánh Tông thu hoạch càng nhiều loại hình vũ kỹ, không thì có thể đem ra cho đủ số đây. Còn nữa, một cái đỉnh phong đại tông môn, khẳng định có hoàn thiện quản lý hệ thống, Tô Tiểu Mạc lẫn vào hạch tâm phạm vi, đem tin tức đưa tới, chính mình cũng có thể đem ra tham khảo, từ đó đền bù vạn cổ tông tồn tại chưa tới. Quân Thường Tiếu từ khi trở thành nhất tông chi chủ về sau, tất cả phát triển hình thức toàn bộ nhờ hệ thống cho đạo cụ chèo chống, có thể làm được hiện tại mức độ chẳng khác nào toàn bộ nhờ gian lận, khó tránh khỏi hội có một loại rất hư cảm giác, nếu như theo đại tông môn nơi này thu hoạch quản lý phương diện tình báo, sau đó đem có lợi cho mình phương thức lấy ra tham khảo, liền sẽ rất an tâm. Thực, Thái Huyền Thánh Tông nội ngoại môn thiết lập, thì so vạn cổ tông chuyên nghiệp nhiều, quân thường tiếu không chỉ có bắt chức tính toán còn quyết định đem nội ngoại môn phân biệt an trí tại độc lập trên ngọn núi, đúng, Phong Tông chủ bọn họ lúc nào đem khoáng thạch đưa tới, đã trên đường, từng quân thường tiếu rời đi đại điện, tiến về mấy cái sơn phong tiến hành khảo sát, kiến tạo tiến độ rất không tệ, Tế Vũ Phong tế Vũ đường đại điện đã làm xong, bốn phía còn có nhà ngang cùng thành viên ở lại phòng nhỏ, Lý Thanh Dương thiết kế lý niệm thủy chung cường điệu con người cùng tự nhiên, cho nên khu nhà không không dựa vào núi bên cạnh lâm lộ ra có chút siêu nhiên thoát tục. Đương nhiên, lớn như vậy công trình, tiền tiêu tạc nhanh. Tông chủ, Lý Thanh Dương cầm lấy giấy tờ danh sách, nói, vẹn vẹn tế vũ phong kiến tạo, liền đã phí tổn 5 triệu. Quân thường tiếu nói, nhà ở là nhân sinh đại sự, tiêu bao nhiêu cũng không đáng kể. Chương 909, Phương Linh Ngọc, trải qua kim lân một chuyện về sau, Tô Tiểu Mạc tại Thái Huyền Thánh Tông địa vị đề bạc không ít, lại cho đơn độc đình viện, chỉ cần hơi chút biểu hiện tốt một chút, tấn cấp nội môn hoàn toàn không có vấn đề gì. Bất quá, cùng Hạ Thủy Vân thành hàng xóm, cái này khiến hắn có chút rất hoảng, tỉ mỉ nhớ lại ngụy lão cho tình cảm chỉ điểm, suy nghĩ nên như thế nào tới tiếp xúc. Sư đệ, tiến về căn tin trên đường, Tôn Anh Tuyền khoác lên trên bả vai hắn, cười nói, ngươi bây giờ ở ngoại môn địa vị càng ngày càng cao, ca về sau nhưng là liền theo ngươi hỗn. Tô Tiểu Mạc nói, sư huynh lại nói đùa, không phải nói đùa, Tôn Anh Tuyền chân thành nói, Đợi ngươi thực sự trở thành nội môn về sau, ta còn thực sự đến theo ngươi lăn lộn, bởi vì cái này thân phận còn cao hơn ngoại môn đệ tử, về sau cũng muốn xưng ngươi là sư huynh. Thái huyền thánh tông hệ thống, vô lượng đệ tử nhập môn sớm muộn, ngoại môn đều muốn xưng nội môn là sư huynh. Đương nhiên, nội môn chỗ đặc thù, không chỉ có thể hiện tại xưng hô phía trên, còn có đơn độc căng tin, đơn độc sân nhỏ, đơn độc trưởng lão chỉ điểm, cùng đơn độc tu luyện công trình ngoại môn cùng nội môn tuy chỉ có kém một chữ, nhưng đại ngộ tuyệt đối có một trời một vực. Nhiều ít ngoại môn đệ tử vót nhọn đầu muốn trở thành nội môn đệ tử, bởi vì giả thiết tư chất hạn chế, chỉ có thể đột phá đến võ tông tầng thứ. Nếu như tiến nhập nội môn, hạng mức cao nhất tất nhiên sẽ đạt tới vũ vương, thậm chí càng cao. Công sư huynh vĩnh viễn là sư huynh, ta vô luận trở thành nội môn vẫn là thân truyền, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tô Tiểu Mạc nói thì trước mắt lấy hắn ở ngoại môn địa vị thực không cần thiết lại tận lực đi nịnh nọt tôn anh tuyền bất quá tốt xấu có một tên làm lớn lên lão phụ thân tự nhiên năng nịnh bợ thì nhiều nịnh bợ ha 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 tôn anh tuyền vỗ vỗ bả vai hắn nói có thế có câu nói này sư huynh ta rất vui vẻ mau nhìn là phương sư tỷ đột nhiên không biết có ai hôn một tiếng nhất thời hấp dẫn chính đang đi tới căn tin ngoại môn đệ tử ào ào quay đầu nhìn lại phương sư tỷ Chẳng lẽ là Phương Linh Ngọc? Tô Tiểu Mạc theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đường hẹp quanh co phía trên, một tên mặt lấy màu đỏ đồng phục, dáng người uyển chuyển nữ tử đang cùng Hạ Thủy Vân đi song song. Cái này nữ nhân ước chừng 20, một đôi mắt tản ra nhấp nhô ngạo nghễ, tựa như xuất thân hào môn thiên kim đại tiểu thư, tướng mạo cũng không tệ, được cho họa thủy cấp. Sư huynh, Tô Tiểu Mạc thấp giọng nói, cùng Hạ Thủy Vân đi cùng một chỗ là ai a? À? Tôn Anh Tuyền nói, đệ tử thân truyền, Phương Linh Ngọc quả nhiên là nữ nhân này đến thái huyền thánh tông nằm vùng cũng có hơn một năm tô tiểu mạc lần thứ nhất nhìn thấy chính chủ bởi vì cùng đại sư tỷ có ân oán không thể tránh né lấy ra so sánh sau cùng ra kết luận là nàng này tướng mạo mặc dù không tệ nhưng cùng đại sư tỷ so ra kém quá xa càng rõ ràng quanh thân tản ra dường như ngày kia cộng vào ngạo nghễ cùng băng lãnh thế mà là mặc một thân màu đỏ đồng phục bất giác rất không hài hòa a à. chờ một chút tô tiểu mạc thầm nghĩ đại sư tỷ từng nói qua chán ghét màu đỏ, chẳng lẽ cùng cái này nữ nhân mặc quần áo có quan hệ, sư đệ, công anh tuyền vội vàng lôi kéo hắn ống tay áo, thấp giọng nói, cái này nữ nhân tại tông môn thâm thụ trưởng lão đoàn coi trọng, địa vị phi thường cao, tính tình cũng rất ngạo, tiến về đừng nhìn quá lâu, để tránh chọc gây sự, muộn. Đang cùng Hạ Thủy Vân nói chuyện với nhau Phương Linh Ngọc đã phát hiện Tô Tiểu Mạc Thủy Chung đang nhìn chính mình, khuôn mặt nhất thời lạnh lên, gây sự. Tôn Anh Tuyền vội vàng lôi kéo hắn liền muốn rời khỏi, đứng lại, Phương Linh Ngọc mở miệng nói, tuy nhiên tuy nhiên nghe vào có chút thanh thúy, nhưng lộ ra có chút cao ngạo, làm Thái Huyền Thánh Tông lớn nhất bị coi trọng đệ tử hạch tâm, mỗi tiếng nói cử động bộc lộ ra cao quý cùng ngạo nghễ, cái này cũng bình thường nhất có điều, Ê, Tôn Anh Tuyền cười nói, Phương Sư tỷ, có chuyện gì sao, Phương Linh Ngọc đi tới, dừng ở hai người trước mặt, thản nhiên nói, không liên quan đến ngươi tình, lăn đi. Mẹ nó, ta tốt xấu cũng có cái làm lớn lên lão phụ thân, ngươi vậy mà tại trước mặt mọi người để cho ta lăn đi, cái này cũng quá không nể mặt mũi, là nam nhân cũng nhịn không được, cho nên Tôn Anh Tuyền cả giận nói, cút thì cút, xoát, trong nháy mắt biến mất tại Phương Linh Ngọc trước mặt, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đối với loại này sợ đều sợ như thế có cốt khí hành động, Tô Tiểu Mạc chỉ có thể làm sụp đổ bại đến bày tỏ kính ý, ngươi, Phương Linh Ngọc thản nhiên nói, cũng là Tô Cẩm Đường, không tệ. Tô Tiểu Mạc mặt không đổi sắc nói, Tôn Anh Tuyền có thế sợ, hắn không thể sợ, dù sao cũng không phải là tông môn cao tầng trưởng lão, Thủy Vân. Phương Linh Ngọc nói, tương lai ngươi nhất định là muốn thành làm đệ tử thân truyền, vẫn là tận lực thiếu cùng dạng này phổ thông đệ tử tiếp xúc, để tránh bị người khác trong bóng tối nói hưu nói vượng, sư tỷ, ta không có quan hệ gì với hắn. Hạ Thủy Vân một bên nói, một bên ở phía sau hướng Tô Tiểu Mạc nháy mắt, tự hồ tại ám chỉ hắn mau mau rời đi. Hai người trong khoảng thời gian này nhiều lần hợp tác, tự nhiên thành lập tí xíu ăn ý, nhưng là Tô Tiểu Mạc lại phản phất không thấy, nói: "Phương sư tỷ lời này, thật giống như ta Tô Cẩm Đường không xứng với hạ sư tỷ." Hạ Thủy Vân ngạc nhiên, lăng đến rất xa Tôn Anh Tuyền cũng ngây người, "Ách, tên này có chút tung bay, cũng dám công nhiên cùng phương sư tỷ tranh cãi." Phương Linh Ngọc cũng thật bất ngờ một cái ngoại môn đệ tử, hội ở trước mặt mình nói ra lời nói này, sau đó khinh thường nói: đem giống như hai chữ bỏ đi đương nhiên nàng nói bổ sung tuy nhiên ngư sư tôn có chút năng lực nhưng tư chất thực lực thậm chí tướng mạo bất luận cái gì một chút cũng không xứng với hạ sư muội phương sư tỷ hạ thủy vân vừa muốn nói chuyện liền bị phương linh ngọc ngăn lại nói về sau không muốn lại đến dây dưa nàng ta cũng không hy vọng theo tông môn lại nghe được cái gì nói bóng nói gió trước nửa đoạn lời nói còn vẻn vẹn chính là có chút ngạo nửa đoạn sau lời nói rõ ràng thì có cảnh cáo ý tứ, móa, núp ở phía xa Tôn Anh Tuyền ở trong lòng mắng, nếu không phải lục thiên thiên bị khu trục, ngươi sao lại thuận lợi bên trên, há sẽ trở thành bị cường điệu bồi dưỡng đệ tử thân truyền, há lại ở chỗ này dịu võ dương oai, đúng vậy a, à. tô tiểu mặt cúi đầu xuống, nói, hạ sư tỷ là thiên kiêu chi nữ, ta tô cẩm đường làm sao xứng với nàng, có tự mình hiểu lấy không còn gì tốt hơn. Phương Linh Ngọc thản nhiên nói, hạ sư muội, chúng ta đi thôi. Hạ Thủy Vân lấy ánh mắt ấy nấy nhìn về phía Tô Tiểu Mạc, sau đó cùng sư tỷ rời đi. Quả nhiên, Hạ Sư muội cùng Phương Sư tỷ có quan hệ A, hai người khi còn bé cùng một chỗ tu luyện qua, mà lại đều nắm giữ băng hệ thể chất. Tô Cẩu Thẳng trong khoảng thời gian này một mực cùng Hạ Sư muội đi rất gần, Phương Sư tỷ nhìn không được, cố ý từ trong môn chạy tới cho hắn lên lớp A. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía Thủy chung cúi đầu Tô Tiểu Mạc, ánh mắt xuất hiện mấy phần đồng tình. Bất quá, bị tông môn coi trọng nhất đệ tử thân truyền răng dạy một phen, như là cũng không phải mất mặt gì sự việc, cẩu thẳng, tôn anh tuyền chạy trở về đến, cười nói, đi, chúng ta ăn cơm, xoát, đột nhiên, tô tiểu mạc đem khoát lên chính mình trên vai tay đẩy ra, sau đó song quyền nắm chặt ngẩng đầu, hô, hạ thủy vân. Ta tô cẩm đường hiện tại không xứng với ngươi, không có nghĩa là về sau không xứng với ngươi, đang chuẩn bị đi ăn thả ngoại môn đệ tử, nghe đến hắn cái này thình lình rống to, Ào, ào ngừng chân tại chỗ lấy một loại khó có thể tin biểu lộ quay đầu khoảng cách gần nhất tôn anh tuyền cũng trợn tròn con mắt còn chưa đi xa hạ thủy vân ngừng chân trong con ngươi cũng nổi lên kinh ngạc nghe kỹ tô tiểu mặt lớn tiếng nói sẽ có một ngày ta muốn để trên tông môn phía dưới đều cho rằng ta tô cẩm đường có thế xứng với ngươi hạ thủy vân vừa bị phương linh ngọc cảnh cáo qua cũng dám nói ra như thế tới nói đây là thực ngư bức a đúng tôn anh tuyền tại cẩu thẳng kích thích dưới Rút cục đàn ông lên, hắn đỏ mặt tía tai rống to, Tô Cẩm Đường nhất định có thế xứng với Hạ Thủy Vân, ta, Tôn Anh Tuyền, ngày hôm nay lấy mệnh thề, huynh đệ, đừng sợ, có ca tại, vĩnh viễn ủng hộ ngươi, sư muội, Phương Linh Ngọc ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới, nói, tên này có chút chán ghét, sư tỷ. Hạ Thủy Vân còn nhăn lại liễu mi nói, đây là việc giữa ta cùng hắn, ngươi có thế không tham dự sao, chương 910, Tô Tiểu mặt chân tình bộc lộ các ngươi nghe nói không phương sư tỷ từ nội môn đi ra cố ý đi cho tô cẩm đường học một khóa tựa như là bởi vì hắn cùng hạ sư muội gần nhất đi rất gần duyên cớ a phương sư tỷ nhưng là một cái rất có tính khí hạng người a mà lại tính tình so kiêu ngạo nàng tự thân xuất mã chắc không ít nhục nhã tô cẩm đường a nhục nhã là nhục nhã có điều ngươi đoán cái kia gia hỏa sau cùng nói ra lời gì lời gì công nhiên theo hạ thủy vân hô lên hiện tại không xứng với nàng về sau nhất định có thể xứng với nàng, ta đi. Đây là tại hướng hạ sư muội thổ lộ sao, lúc đó phương sư tỷ còn ở bên người, nghe nói mặt đều tức xanh, nếu không phải hạ sư muội ngăn cản, cái kia gia hỏa chắc phải ngã nấm mốc, thái huyền thánh tông ngoại môn, đệ tử đều đang nghị luận phát sinh ngày hôm qua tại ngoài phòng ăn sự việc, cũng không khỏi không bội phục tô cẩm đường, dám cùng thủ nhất coi trọng đệ tử thân truyền cứng rắn, loại chuyện này, trưởng lão đoàn cũng nghe nói, nhưng cũng không để ý, dù sao tông môn cho phép đệ tử mến nhau đương nhiên sẽ không can thiệp bọn họ tình cảm vấn đề ai tô tiểu mạc ngồi tại đình viện đình đá bên trong thật sâu thở dài phát sinh ngày hôm qua sự việc ngũ một giấc sau suy nghĩ lại một chút như là có chút hành động theo cảm tính làm nằm vùng tâm lý tố chất phải mạnh nhưng là đối mặt phương linh ngọc ngôn ngữ nhục nhã để hắn mất đi bình tĩnh xúc động nói ra cái kia lời nói nam nhân mà có thể hiểu được cái này nếu như đổi cho quân thường tiếu khẳng định lật cá tính cảm giác tiểu bạch nhãn, không có vấn đề nói, không xứng với thì không xứng với, lão tử còn lười nhát phối đây, người, lấy con hàng này thuộc tính, nhất định nói được, thực luận tư chất, cảnh giới, thể chất thậm chí vốn là tướng mạo lời nói, tô tiểu mạc các phương diện cũng không tệ, nếu như cứng rắn nói khuyết điểm, cũng là kích cỡ thấp, nhưng đây cũng là cùng quân thường tiếu, Lý Thanh Dương, tiêu tội kỹ, dạ tinh thần những khoảng 1m8 đó người cao to so sánh, đặt ở Thái Huyền Thánh Tông ngoại môn, cũng coi như tương đối cao, chí ít thân cao 1m78, đừng nói phối nàng Hạ Thủy Vân, coi như phối nàng Phương Linh Ngọc cũng dư xài, phi phi. Tô Tiểu Mạc vội vàng bỏ đi suy nghĩ, nói, cái kia cao ngạo nữ nhân nhìn một chút liền để người bực bội, lấy lại cho Tiểu Gia, Tiểu Gia cũng không thèm, ha ha ha, đúng lúc này, Tôn Anh Tuyền từ bên ngoài đi tới, cười to nói, cẩu thẳng, Ngươi hôm qua thật nam nhân, ngoặc kép chấm 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 kép. Tô Tiểu Mạc khổ sở nói, cũng đem Phương Sư tỷ cho đắc tội, đừng sợ, Tôn Anh Tuyền nói, chỉ cần không làm sai sự tình, nàng không làm gì được ngươi. Điểm ấy Tô Tiểu Mạc biết, có điều nữ nhân kia chung quy là có phần bị coi trọng đệ tử thân truyền, chính mình một khi tiến nhập nội môn sợ rằng sẽ sống rất khổ. A a a, Tô Tiểu Mạc bức tóc, tâm lý ngao gào to, toàn lộn xộn, toàn lộn xộn, tại trong kế hoạch, hỗn vào nội môn phạm vi, tiếp tục đi theo ý phụng mệnh lộ tuyến, trước kết giao mấy cái nội môn đệ tử, nếu như có thể tiếp xúc đến Phương Linh Ngọc thì càng hoàn mỹ hơn, nhưng hôm nay nội môn còn không tiến vào, cũng bởi vì xúc động đem nữ nhân kia đắc tội, cái này không thể nghi ngờ để phổ thông nằm vùng con đường, trong nháy mắt tăng lên tới khó khăn hình thức, ai, hiện tại chỉ có thể đi một bộ nhìn một bộ, cẩu thẳng, lớn mật theo đuổi Hạ Thủy Vân, sư huynh sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tôn Anh Tuyền nói thực tiếp xúc thời gian lâu dài, tên này nhìn như có chút không đáng tin cậy, nhưng người thực rất không tệ, chí ít cầm tô tiểu mạc làm thân huynh để đối đãi Nói thật, một cái nội tình mười phần đại tông môn, cố nhiên thiếu không âm mưu tính kế cùng ngươi lừa ta gạt, nhưng mà không có khoa trương như vậy, chí ít hòa thuận bầu không khí là có, muốn loại kia nhân vật chính tiến vào tông môn, bị ngoại môn đệ tử đổi, lại bị nội môn đệ tử đổi, sau cùng đến phiên trưởng lão đổi sự việc. chung Quy chỉ chiếm số ít, Chúng ta không thể vì nhận một ít đặc thù ví dụ, thì phủ định toàn bộ thế giới. Sư Huynh, Tô Tiểu Mạc khổ sở nói, thì ta thực lực này cùng tư chất, làm sao xứng với người ta đây? Ta dựa vào, Tôn Anh Tuyền nói, ngươi tại sao lại tự hạ thấp bản thân? Vứt bỏ chữ chưa nói xong, liền đột nhiên dừng ngữ, bởi vì Hạ Thủy Vân đã xuất hiện tại trước cổng chính, đôi tròng mắt kia lấp lóe lạnh lẽo, phản phất tại tự nhủ, không có chuyện của ngươi, lăn đi, mẹ nó, một chút tôn nghiêm không có. Sư đệ, ta còn có việc, liền đi trước. Tôn Anh Tuyền sau khi nói chuyện, người đã sưu một chút leo tường mà đi, tốc độ so với hôm qua còn nhanh hơn. chấm chấm chấm. Tô Tiểu Mạc ngồi trong đình đá, Hạ Thủy Vân đứng tại trước cổng chính, hai người cách xa nhau không khác gì nhiều có hơn 10 khoảng cách, lẫn nhau không có lại nói, bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc, loại tình huống này cùng một chỗ làm nhiệm vụ lúc thường xuyên xuất hiện, Tô Tiểu Mạc vốn nên đã thành thói quen, nhưng là cũng chẳng biết tại sao đột nhiên có chút khẩn trương, có chút tâm thần bất định. Ta nói qua, Hạ Thủy Vân trầm mặt thật lâu, nói, không phải ngươi không xứng với ta, mà là ta đối tình yêu nam nữ không hứng thú, là, nàng thật nói qua, lúc đó Tô Tiểu Mạc trả lời là, chính mình đối tình yêu nam nữ cũng không hứng thú, bất quá, lần này dường như quyết định, nói, nhưng là, ta hiện tại đối ngươi có hứng thú, quân cẩu thẳng, mau chạy tới quỳ, Hạ Thủy Vân trong con ngươi lóe qua một tia dị dạng, nói, chúng ta bây giờ tâm tư cần phải dùng tại trên võ đạo mà không phải trên mặt cảm tình, Tô Tiểu Mạc nói, tại như vậy nhiều đồng môn trước mặt nhục nhã ta, là nam nhân đều không thể nuốt xuống khẩu khí này, thật xin lỗi, Hạ Thủy Vân xin lỗi nói, ta không nghĩ tới phương sư tỷ sẽ như vậy nhằm vào ngươi, Tô Tiểu Mạc đắng chắc cười một tiếng, sau đó thần sắc bi thương nói, tại không có gặp phải sư tôn trước đó, loại chuyện này ta đã thành thói quen, quen thuộc, Hạ Thủy Vân kinh ngạc nói, ngươi bị rất nhiều nữ hài cự tuyệt qua chấm, chấm, vừa ấp ủ tốt tâm tình tô tiểu mạc khóe miệng đột nhiên co quách sau đó lắc đầu nói ta loại này xuất thân đê tiện người lại có quyền gì theo đuổi nữ hài đây hạ thủy vân minh bạch hắn nói quen thuộc là bởi vì thân phận duyên cớ thường xuyên bị người chế dẻo cùng nhục nhã mà không phải đuổi theo nữ hài bị lần lượt cự tuyệt vào lúc này có người khả năng cho rằng tô tiểu mạc là đang biểu diễn trên thực tế lại tại chân tình bộc lộ hắn xuất thân xác thực không tốt, mà lại cũng không có gì tư chất, sở dĩ chạy nhanh hơn người khác, cũng là khi còn bé bị thường xuyên khi dễ luyện được, không có người nguyện ý cả một đời quốc quốc ức ức, cho nên, Tô Tiểu Mạc quyết định đi Thanh Dương Thành tham gia Bách Tông Chiêu Mộ, hy vọng gia nhập môn phái tu luyện võ đạo không hề bị người khác khi dễ, quân trưởng môn, ta gọi Tô Tiểu Mạc, ta nguyện ý thêm vào thiết cốt phái, còn mời. Đây là Lý Thanh Dương tại thêm vào thiết cốt phái về sau, hắn cái thứ nhất chạy tới nói chuyện để tô tiểu mạc cả một đời đều không thể quên là chính mình lời nói đều chưa nói xong quân thường tiếu cưỡng ép ngắt lời nói thu thu đơn giản một chữ để tô tiểu mạc chính thức trở thành sau đó lục thiên thiên cùng lý thanh dương sau người thứ ba đệ tử tại trở lại về môn phái trước quân thường tiếu cho vừa nhập môn đệ tử thời gian trở về cùng phụ mẫu tạm biệt hắn vui vẻ ôm nhị lão cười khóc nói cha mẹ nhi tử hiện tại là môn phái đệ tử gia nhập môn phái là tô tiểu mạc mộng tưởng, cũng vẹn vẹn hy vọng về sau không bị người khác khi dễ, nhưng là lại sao lại nghĩ tới. Tại trở thành thiết cốt phái đệ tử bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã nghênh đến cuộc sống bên trong lớn nhất bước ngoặt, khai mạch, vũ đồ, vũ sư, vũ tông, vũ vương, phàm phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thánh phẩm, tô tiểu mạc nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình sẽ ở trong mấy năm ngắn ngủi thời gian nắm giữ cảnh giới cực cao, nắm giữ vô cùng cao linh căng những cái kia đã từng khi dễ qua người một nhà hắn đã lười đi để ý tới bởi vì chỉ muốn đi khi dễ càng mạnh người vạn cổ tông mỗi một tên đệ tử đều có chính mình cố sự tô tiểu mặt cùng lý phi bọn người khả năng tương đối bình thản một chút có điều cái này nằm vùng con đường thực cũng chẳng khác nào hắn cố sự